Một vụ án hết sức phức tạp. Từ chỗ được thuê để ám sát, những tên giang hồ quay lại hăm dọa truy lùng người đã thuê chúng. Từ miền Bắc, những kẻ chém mướn đã lặn lội nam tiến để thảo hợp đồng và điều nghiên kỹ lưỡng con mồi rồi mới xuống tay. Nhưng trời cao có mắt, quá nhiều gian nan, khó khăn chồng chất khó khăn cản trở chúng ra tay. Một vụ án với điểm khởi đầu không khác gì cảnh tượng trong phim hành động. Dòng dã 18 tháng trời, vụ án mới bắt đầu có những điểm khởi sắc để tháo gỡ nút thắt. Các cán bộ chiến sĩ trong quá trình điều tra phá giải vụ án đã phải đi từ án đặc biệt nghiêm trọng ám sát người tới những vụ án trộm cắp, cướp giật, rồi chạm trán với cả một đường dây tội phạm có tổ chức buôn bán hàng cấm, cho tới truy nã các đối tượng bỏ trốn. Bản hợp đồng tiền tỷ. Hãy cùng Độc Thám TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này. Thủ Dầu Một. Với sự nỗ lực vượt bậc không ngừng nghỉ trong các thời kỳ trên tất cả các lĩnh vực, kể từ ngày mà Thủ Dầu Một được Ủy ban Kháng chiến Hành chính Nam Bộ quyết định thành lập hai xã là Phú Cường và Chánh Hiệp, Thủ Dầu Một đã được thành lập thành phố trực thuộc tỉnh, đô thị loại 2 theo nghị quyết 11/NQ-CP ngày 2 tháng 5 2012 của Chính phủ và vinh dự đón nhận huân chương lao động hạng 2. Theo nghị quyết này, thành phố Thủ Dầu Một có diện tích tự nhiên là 11.866,61 ha và 244.277 nhân khẩu. 14 đơn vị hành chính cấp xã gồm 11 phường là Phú Cường, Hiệp Thành, Chánh Nghĩa, Phú Thọ, Phú Hòa, Phú Lợi, Hiệp An, Định Hòa, Phú Mỹ, Hòa Phú, Phú Tân và 3 xã là Chánh Mỹ, Tương Bình Hiệp và Tân An. Địa giới hành chính thành phố Thủ Dầu Một: phía đông giáp huyện Tân Uyên, phía tây giáp huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, phía nam giáp thị xã Thuận An, phía bắc giáp huyện Bến Cát. Thành phố Thủ Dầu Một nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí tương đối thuận lợi cho việc giao lưu với các huyện trong tỉnh và cả nước qua đường quốc lộ 13, đường Bắc Nam và chỉ cách thành phố Hồ Chí Minh có 30 cây số. Ngày 2 tháng 5 năm 2012, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định số 11/NQ-CP về việc thành lập thành phố Thủ Dầu Một thuộc tỉnh Bình Dương. Lễ công bố thành lập thành phố Thủ Dầu Một và đón nhận huân chương lao động hạng 2 được tổ chức long trọng vào lúc 18:30 ngày 27/6/2012 tại thành phố mới Bình Dương. Trong cái niềm vui hân hoan này, không ai có thể nghĩ được rằng chỉ sau đó hơn nửa năm, thành phố Thủ Dầu Một nói chung cũng như các lực lượng chức năng, các cán bộ chiến sĩ công an nơi đây nói riêng đã phải đối đầu với một vụ án hết sức bàng hoàng, độc ác và không kém phần ly kỳ, gian nan trong quá trình điều tra vụ án, phá giải bí mật và đưa toàn bộ những kẻ phạm tội ra trước ánh sáng, đền tội trước pháp luật. Mong manh. Anh Nguyễn Tấn Phú, ngụ xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, là người kinh doanh bất động sản. Hằng ngày, anh Phú sử dụng chiếc xe ô tô 7 chỗ ngồi Chevrolet Captiva đời 2008 màu đồng mang biển kiểm soát 61L để đi lại làm ăn. Sáng ngày 6/1/2013, anh Phú có gọi điện thoại cho một người đồng nghiệp buôn bán đất của mình có tên là Hải, nhà ở Bình Dương, hẹn nhau đến quán cà phê Amazon thuộc khu dân cư Chính Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một để bàn với nhau công việc. Vốn dĩ là một người đúng hẹn và chăm lo cho công việc, nên khi cuộc điện thoại vừa dứt, anh Phú liền lên xe ô tô và lái theo tỉnh Lộ 8 từ xã Hòa Phú, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh sang tỉnh Bình Dương. Lúc đi Bình Dương, trời còn sớm nên mát rời, gió hiu hiu thì anh Phú mới hạ kính để cho gió lùa vào trong xe. Tới Bình Dương, khi vào khu dân cư Chính Nghĩa, do còn sớm hơn so với lịch hẹn nên anh dự định tranh thủ ăn sáng trước, sau đó khi đi gặp bạn chỉ uống cà phê để bàn chuyện công việc, nên anh Phú cho xe chạy theo con đường Hoàng Văn Thụ rồi định ghé vào quán cơm tấm Mỹ Tiền ăn. Đến quán cơm tấm, nhìn vào đồng hồ đeo tay, điểm 8:20, anh Phú giảm tốc độ xe, đồng thời bấm các cửa kính xe kéo lên. Đang tập trung tìm chỗ tấp xe vào lề thì anh giật mình khi nghe một tiếng nổ lớn đánh lấy cái đùng ngay trên đầu mình. Tiếng nổ chát chúa ấy để lại cả một cụm khói nghẹt mùi thuốc súng trong cái không gian chật hẹp chưa được mở máy điều hòa của chiếc ô tô. Theo phản xạ quán tính,
anh Phú đạp thắng xe rồi quay đầu thật nhanh ra phía cửa kính. Trong cái thời khắc kinh hoàng ấy, trước khi cúi đầu ôm vô lăng theo bản năng tự vệ của con người, hình ảnh lưu lại trong đôi mắt anh là cái cảnh hai người đàn ông mặc toàn đồ đen, đeo khẩu trang, mũ kết che sụp mặt, chở nhau trên một chiếc xe máy màu xanh phóng vọt đi. Trên chiếc xe máy phóng vọt đi đó, tên ngồi sau kẹp nách một cây súng dài cỡ chừng 60-70cm, giơ lên y hệt điệu bộ của một gã cao bồi cưỡi ngựa vừa mới bắn xong một phát đạn chính xác, hãy còn đang hả hê tự mãn với thành tích của mình. Không thể tin được vào thực tại, đối với người dân, một cảnh tượng không khác gì cảnh hành động trên phim Mỹ chỉ vừa mới xảy ra trong một buổi sáng đẹp trời ngay giữa thành phố Thủ Dầu Một yên bình. Gang tấc. Về phần hai tên sát thủ, lúc vọt xe máy đi qua chiếc ô tô, chúng không quên nhìn qua cửa kính ô tô thì thấy anh, tức con mồi của chúng, đã gục xuống vô lăng, nên chúng yên chí là anh Phú đã trúng đạn chắc chắn từ mang tai đang tuôn ra, và anh Phú đang hít thở những hơi cuối cùng, cũng có nghĩa rằng chúng đã thành công. Còn anh Phú, trong cái lúc gục đầu xuống dưới vô lăng, anh Phú suy nghĩ rất nhanh nhiều thứ trong đầu. Anh bàng hoàng rồi rụng rời tay chân khi nhận ra anh chính là mục tiêu, hay nói cách khác là con mồi của hai gã cao bồi cưỡi ngựa sắc bịt mặt đó. Chúng muốn ám sát anh. Chúng đã theo dõi anh từ lâu và luôn như bóng ma rình rập từng sinh hoạt, từng đi lại của anh. Sáng nay anh đi xa là thời điểm thuận lợi để cho chúng kết liễu anh. Có lẽ chúng đã theo anh từ tận Củ Chi, qua nhiều chặng đường, rồi đợi khi anh giảm tốc độ xe để tấp vào lề tìm chỗ đỗ thì chúng mới ra tay. Nhìn cái điệu bộ ngông nghênh đắc ý của tên cầm súng ngồi sau là đủ thấy chúng hết sức tin tưởng rằng anh đã ra đi hoặc sẽ ra đi trong chốc lát. Thậm chí chúng không cần quay lại để bắn phát ân huệ là vì thế. Càng suy nghĩ, anh Phú lại càng sợ hãi đến lị người đi. Anh vẫn gục đầu trên vô lăng để đánh lạc hướng hai tên sát nhân. Nhưng hai tay anh đang lần tìm khắp trên người mình xem có chỗ nào bị ướt không. Không ướt, không đau, có nghĩa là không chảy, không bị thương, có nghĩa là anh đã thoát trong gang tấc. Đúng là được phù hộ nên mới có điều kỳ diệu may mắn như thế xảy ra. Liếc qua kính xe, thấy hai tên hắc y đã đi mất dạng, và tin chắc rằng chúng sẽ không quay lại với cái khẩu chết tiệt đèn ngòm nữa, anh mới từ từ ngước lên. Trên trần xe có nhiều vết xước, chứng tỏ phát đạn chúng bắn ra là đạn chum. Phát này mà chính xác thì nửa bên mặt của anh đã tan nát nhầy nhụa, khó mà giữ được mạng. Hít lấy mấy hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, anh Phú bắt đầu phân tích điều may mắn đã cứu mạng anh trong gang tấc. Đó chính là tấm kính cửa xe bên tay trái chỗ anh ngồi lái. Anh còn nhớ rõ, khi đó mình đang bấm kính lên. Đó cũng là lúc cái nòng dài của những kẻ mặc đồ đen kia thò vào trong xe, ngắm thẳng anh mà nã. Chính tấm kính trong quá trình trồi lên ấy đã đẩy nòng ngước lên trên, nên chúng mới chập mục tiêu. Chùm đạn cay lên trên trần xe, còn khói từ nòng khét nghẹt cả trong xe. Định thần lại, anh Phú mới đưa tay lên chạm vào ân nhân vừa mới cứu mình. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như không có nó? Vợ anh quá bụa, con anh mồ côi cha, dòng họ và bạn bè phải thương tiếc tiễn đưa anh, và bao nhiêu dự định làm ăn vun vén cho gia đình anh sẽ gãy ngang một cách hết sức tức tưởi. Sốc lại. Quá kinh khủng. Nghĩ đến đó thôi là anh Phú bỗng thấy hết sợ hãi, mà thay vào đó là một cơn giận sục sôi những kẻ đã âm mưu đẩy anh vào bước đường cùng. Anh phải quyết đấu lại với chúng, phải tố cáo chúng, vạch mặt chúng để cho pháp luật trừng trị. Anh thấy mình mạnh mẽ hơn nhiều. Mở cửa xe, bước xuống ra ngoài. Phía trước chiếc ô tô nơi anh bước xuống là cảnh cây cánh lái xe ôm, tài xế taxi, rồi cả những người dân hiếu kỳ đang đứng bàn tán xôn xao. Chọn đại một người, anh mới bước đến gần, hỏi họ xem có biết chuyện gì vừa xảy ra không, thì cũng chỉ nhận lại những lời đáp không biết, chỉ có nghe thấy một tiếng nổ không rõ từ đâu phát ra.
những người xung quanh đồng loạt khuyên anh nên báo ngay chuyện này cho cơ quan công an để truy bắt hai tên đồ đen độc ác đó. Nghĩ cũng phải, anh vội vàng lên xe quay đầu. Trên đường lái xe đến cơ quan công an, anh Phú vẫn đau đáu một câu hỏi. Sáng nay mình chỉ có gọi điện thoại cho một người nói rõ về địa điểm sẽ đến gặp. Tại sao chúng lại biết để đón đầu, phục kích mình? Hay là chúng nghe lén đưa điện thoại của mình ư? Nếu chúng làm được việc tay chân này thì nguy hiểm quá. Nhưng không ai có thể ngờ rằng trong một quán cà phê ở gần nơi anh Phú gặp nạn, có hai gã đàn ông đội mũ sụp, đeo kính đen, cầm tờ báo lớn che trước mặt, đang theo dõi hành động của anh từ trước, trong và sau khi hai tên đồ đen áp xe máy vào ô tô của anh và nổ lấy cách đòn. Khám nghiệm. Ngay trong buổi sáng thoát tử nạn trong gang tấc ấy, tức ngày 6 tháng 1 năm 2013, anh Nguyễn Tấn Phú đã đến ngay cơ quan công an trình báo sự việc xảy ra. Nhanh chóng, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương, phòng cảnh sát điều tra và công an thành phố Thủ Dầu Một nhận định rằng nếu đúng như những gì mà anh Phú đã trình bày thì đây là vụ án tước đoạt mạng sống có tổ chức đặc biệt nghiêm trọng. Bằng tinh thần khẩn trương điều tra, truy bắt tội phạm, vào lúc 10 giờ sáng cùng ngày, lực lượng liên ngành gồm phòng cảnh sát điều tra, công an thành phố Thủ Dầu Một, viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương đã thực hiện khám nghiệm hiện trường nhằm tìm kiếm thêm thông tin và chứng cứ. Theo biên bản lưu trong hồ sơ vụ án, hiện trường là đoạn đường Hoàng Văn Thụ thuộc khu phố 11, tổ 98, khu dân cư Chính Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Mặt đường bằng bê tông nhựa nóng, gồm hai làn xe, mỗi làn có bề rộng 8 mét, cách nhau bằng giải phân cách cố định, chạy dọc theo hướng Bắc Nam. Tại vị trí sát lề đường hướng Đông, phía trước quán ăn Kim Dung 5, tại ô 24-25 khu phố 11, tổ 98, cách cửa trước quán Kim Dung 5 6,3 mét, cách quán Mỹ Tiên 20 mét, phát hiện ra các mảnh nhựa vỡ màu trắng, đen nằm rải rác trên diện rộng 20 x 30cm. Cũng tại đây, phát hiện ra các hạt kim loại màu trắng không rõ hình dạng, hạt lớn nhất có kích thước là 0,2 x 0,5cm nằm rải rác. Qua kiểm tra dấu vết trên chiếc ô tô Captiva Chevrolet biển số 61L của anh Phú, tại vị trí mép trên của cánh cửa bên trái, cao cách trục bánh xe 155cm, có vết bể thành nhựa chắn kính, kích thước 6 x 5cm, bờ mép nham nhở. Tương ứng với vị trí này, phía trên thành xe có vết lõm, kích thước 6,5 x 4 x 1,5cm. Bên trong vết lõm có các hạt mảnh kim loại không rõ hình dạng, có màu trắng và các mảnh nhựa vỡ. Lục tìm. Cùng với việc khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra cũng đề nghị anh Phú cố nhớ lại xem trong các mối quan hệ về tình cảm, làm ăn và sinh hoạt có quan hệ nào trục trặc để dẫn đến mâu thuẫn, thậm chí là thù hận hay không. Anh Phú mới suy nghĩ một lúc thì bỗng sực nhớ ra có thể là ông Hát. Trong khoảng năm 2006 đến 2008, anh Phú có cho ông Hát mượn hơn 1,5 tỷ đồng nhưng sau đó đòi thì ông ta không trả. Vì thế, vào năm 2011, anh Phú mới đem kiện ra Tòa Nhân dân huyện Củ Chi. Cho đến tháng 5 2011, Tòa Nhân dân huyện Củ Chi đã tuyên buộc ông Hát phải trả tiền cho anh. Tuy nhiên, cho tới tháng 7 cùng năm, ông Hát vẫn không trả tiền cho dù đã được mời thỏa thuận nhiều lần. Và cũng chỉ mới 24 giờ đồng hồ trước khi xảy ra vụ việc, cơ quan thi hành án có thông báo cho anh Phú rằng vào ngày 7 tháng 1 năm 2013 sẽ tiến hành kê biên cưỡng chế một số lô đất của ông Hát để bán đấu giá lấy tiền trả cho anh. Nhưng đến đây, anh Phú bỗng ngừng lại một chút. Anh cho rằng, tuy chuyện có dài dòng và phức tạp là thế, nhưng rất có thể ông Hát lại không nhúng tay vào vụ việc này. Bởi lẽ anh biết rằng ông Hát là một người vốn có tính tình hiền lành, chẳng qua gặp phải lúc bất động sản đóng băng, đất không bán được, đọng hàng, nên chính cả ông ta cũng rơi vào cảnh túng quẫn, không có tiền trả nợ mà lại vẫn tiếp tục ôm đất, chờ ngày được giá thì bán ra. Hơn nữa, trong suốt quá trình giải quyết ở tòa lẫn trong thi hành án, cả anh Phú và ông Hát cũng có nhiều lần gặp gỡ, trao đổi với nhau trên tinh thần vui vẻ. Và lần nào, ông Hát cũng hứa sẽ trả nợ cho anh. Do đó, có cơ sở để anh Phú tin rằng ông Hát không dám làm cái chuyện động trời như lời việc thuê người kết liễu anh. Ẩn số XC. Dù đã bỏ qua ông Hát trong danh sách nghi ngờ, nhưng việc mà anh Phú cần tiếp tục làm là phải suy nghĩ thật kỹ,
Lục tìm trong trí óc mình tất cả những ai có thể độc ác đến mức thuê người thanh lý anh. Trong buổi sáng ngày 6 tháng 1, 2013, nội dung cuộc điện thoại của anh Phú với người bạn đồng nghiệp có tên Hải hẹn nhau đi uống cà phê rồi bàn chuyện công việc thì chỉ có anh, đồng nghiệp của anh là Hải và vợ của anh là chị Lê Ngọc Huệ biết chuyện. Nhưng chị Huệ cũng chỉ biết là anh cần phải đi từ Củ Chi sang Bình Dương để lo việc. Suy nghĩ một lát, trước mặt các điều tra viên, anh Phú mới gục gật rồi thở dài. Anh nghi ngờ một người trong chính gia đình mình, và cũng có thể chỉ có người này mới có đủ khả năng để làm ra loại chuyện như vậy. Trước ngày xảy ra vụ việc, đã từng có hai gã giang hồ từ Sài Gòn tới gặp anh Phú, ra lời hăm dọa và nói thẳng là hai tên này đã được người ấy thuê đến để dằn mặt anh. Ẩn số X mà anh Phú nghĩ tới không ai khác chính là người chị ruột của vợ anh, có tên là Danh. Ngay lập tức, thông tin về người phụ nữ có tên Danh này cũng như lý do để cho anh Phú nghi ngờ người này được anh Phú cung cấp cho cơ quan điều tra. Người phụ nữ có tên là Danh ấy là chị ruột của chị Lê Ngọc Huệ, vợ anh Phú, có tên đầy đủ là Lê Mỹ Danh, sinh năm 1963, đã lập gia đình, chồng là Đào Xuân Thao, sinh năm 1958. Cả bà Danh và ông Thao có hộ khẩu thường trú tại đường Trần Khắc Trần, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Hai vợ chồng bà Danh là chủ của hai tiệm chụp hình rửa ảnh có cùng tên là Minh Hùng, trong đó một tiệm nằm trên đường Cộng Hòa gần vòng xoay Lăng Cha Cả, quận Tân Bình, còn tiệm còn lại gần với chùa Bà, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Mâu thuẫn. Theo sự trình bày của anh Phú, sở dĩ anh Phú nghi ngờ bà Danh là người đã thuê người ra tay với anh là bởi như sau. Từ năm 1997, anh đã sống như vợ chồng với chị Lê Ngọc Huệ nhưng không đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, việc sống chung đã được cơ quan nhà nước xác nhận. Đến năm 1999, vợ chồng anh có mua lại của ông bà Trần Văn Xiển, Nguyễn Thị Mai lô đất ở phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, nay là mảnh đất số 5 Nguyễn Du, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một. Vợ chồng ông Xiển bà Mai do làm ăn thua lỗ nên đã bán miếng đất cho anh Phú để cấn trừ nợ, có giấy sang nhượng rõ ràng. Sau khi hoàn tất các nghĩa vụ thuế, anh Phú để cho vợ mình là chị Lê Ngọc Huệ đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2008. Cũng do là mảnh đất này trống nên anh Phú đã cho bà Phan Thị Kiêu, sinh năm 1963, thuê lại để bán nước ngọt, bán nhang và giữ xe cho khách đi chùa với giá là 500.000 đồng trên tháng. Riêng trong tháng giêng âm lịch là 1,5 triệu đồng. Việc thuê đất này cũng đã được chính bà Kiều xác nhận bằng cam kết. Sang đến năm 2009, bà Danh, chị vợ của anh Phú, muốn xin thuê lại mảnh đất để rời tiệm chụp hình về đây. Do tin tưởng bà Danh là chị em ruột với chị Huệ, vợ mình, nên vợ chồng anh Phú đã cho bà Danh mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để xin giấy phép xây dựng. Sau khi cầm được tờ giấy, bà Danh cùng với mẹ đẻ là cụ Nguyễn Thị Đầm, cũng là mẹ vợ anh Phú, đến phòng công chứng số 2 tỉnh Bình Dương để làm hợp đồng cho tặng. Tại đây, bà Danh đã giả mạo chữ ký của chị Huệ làm hợp đồng cho tặng quyền sử dụng đất từ chị Huệ sang cho mẹ đẻ là cụ Đầm. Sau khi cái hợp đồng cho tặng hoàn thành, cụ Đầm mới làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên mình. Nhưng ngay liền sau đó, bà Danh đã bán mảnh đất này cho ông Phạm Anh Tuấn, ngụ Thuận An, tỉnh Bình Dương với giá là 5 tỷ đồng, trong đó đặt cọc trước 3 tỷ, giao thêm 2 tỷ đồng khi hoàn tất hợp đồng công chứng. Lúc này, vợ chồng Phú Huệ mới táo hỏa phát hiện ra sự việc, thì anh Phú liền đem sự việc kiện lên Tòa Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một. Tại phiên tòa sơ thẩm lần 1 ngày 28 tháng 5 2010, ông bà Thao, Danh đã thừa nhận giả mạo chữ ký của bà Huệ, nhưng lại cho rằng đất là do mình mua từ bà Mai, ông Xiển. Tòa Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một chỉ chấp nhận một phần yêu cầu của anh Phú, hủy hợp đồng cho tạo quyền sử dụng đất giữa chị Huệ và cụ Đầm, đồng thời chấp nhận yêu cầu độc lập của vợ chồng ông bà Đào Xuân Thao, Lê Mỹ Danh được quyền quản lý sử dụng mảnh đất số 5 Nguyễn Du. Không đồng tình đối với bản án nên anh Phú đã kháng cáo. Ngày 15 tháng 9 năm 2010, Tòa Nhân dân tỉnh Bình Dương tuyên giữ bản án sơ thẩm. Khi này, anh Phú lại tiếp tục có đơn xin đề nghị giám đốc thẩm lên tòa án tối cao. Nên vào ngày 15 tháng 8 năm 2012, Tòa Dân sự Tòa án tối cao đã quyết định giám đốc thẩm hủy bỏ toàn bộ bản án dân sự phúc thẩm ngày 15 tháng 9 năm 2010, giao Tòa Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một xét xử lại. Trong quá trình cơ quan pháp luật chuẩn bị đưa vụ án ra xét xử lại,
thì vào ngày 6 tháng 1, 2013, anh Phú bị hai kẻ mặc đồ đen ám sát trên đường Hoàng Văn Thụ, khu dân cư Chính Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Rồi sau đó là vụ việc anh Phú bị hai tên giang hồ tự giới thiệu là Sáu Đực và Hùng Quận 8 được bà Danh thuê tới gặp, đe dọa với nội dung không nên can thiệp vào chuyện tranh chấp giữa chị Huệ và bà Danh vì đó là chuyện gia đình của nhà vợ, còn không thì anh sẽ bị xử. Theo trí nhớ của anh Phú, Sáu Đực có tuổi ngoài 50, nhìn rất to con, cao khoảng 1m70. Còn Hùng Quận 8 thì rơi vào khoảng 40 tuổi, da đen, cũng to con và cũng cao khoảng 1m7, nhưng là người miền Bắc. Sau khi tiếp nhận tin báo của nạn nhân, trên cơ sở điều tra ban đầu, kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện của người bị hại, cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Bình Dương, phòng cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và tiến hành điều tra làm rõ vụ án. Liệu rằng người chị ruột của vợ bị hại, tức bà Lê Mỹ Danh, có thực sự là người đã thuê giang hồ để kết liễu em rể, tức anh Phú? Sáu Đực và Hùng Quận 8 thực sự là ai? Chúng có dính dáng đến vụ án này hay không? Còn có những ai liên quan tới vụ án nữa? Hành trình phá giải vụ án được diễn ra như thế nào? Manh mối bắt nguồn từ đâu? Đón xem phần 2 tại Độc Thám TV. Thế bí. Song song với công tác điều tra của phòng cảnh sát điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra của công an thành phố Thủ Dầu Một có kế hoạch tấn công vào các băng nhóm trên địa bàn, trong đó đưa các vụ án chưa làm rõ thủ phạm do băng nhóm gây ra vào kế hoạch điều tra để làm rõ. Đối với vụ án hai tên mặc đồ đen ra tay hụt đối với anh Nguyễn Tấn Phú, có hai luồng ý kiến chưa đồng thuận. Luồng ý kiến thứ nhất cho rằng vụ án này là do giang hồ bản địa tỉnh Bình Dương gây ra. Còn luồng ý kiến thứ hai thì lại khẳng định, với thủ đoạn dùng vũ khí nóng để bắn nạn nhân, nhất là loại bắn hoa cải, cho thấy đây là thói quen của giang hồ đất Bắc. Suốt 18 tháng trời ròng rã, phòng cảnh sát điều tra và công an thành phố Thủ Dầu Một đã nỗ lực điều tra vụ án ra tay tước đoạt mạng sống người khác mà nạn nhân là anh Nguyễn Tấn Phú. Song kết quả vẫn mờ mịt. Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm cao độ phải phá giải bằng được vụ án này, các lực lượng tham gia vẫn không nản chí, ngày đêm tìm đủ các biện pháp để lần ra manh mối hai tên áo đen trong cả một mớ bòng bong tới cả trăm đối tượng nghi vấn. Và rồi, công sức của các anh cuối cùng cũng đã được đền đáp. Và người ghi được bàn thắng đầu tiên để chuyển hóa cục diện điều tra là Đại úy Nguyễn Công Khanh. Z. Đại úy Khanh là phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm với chất cấm của công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Đến tháng 8 năm 2014, anh đã được cấp trên điều động về đảm nhận chức vụ phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Dầu Một. Vừa mới nhận nhiệm vụ mới chưa được bao lâu, đến cuối tháng 9 đầu tháng 10 năm 2014, Đại úy Khanh đã nhận được một món quà bất ngờ. Một nhân vật mang bí số Z, vốn là một cộng tác viên sống ở các tỉnh phía Bắc, được anh Khanh xây dựng trong mạng lưới cung cấp tin mật chống tội phạm chất cấm trước đây, được anh liên hệ tìm manh mối vụ án. Từ đây, Z báo cho anh Khanh một thông tin quý hơn vàng, rằng có một vài tên giang hồ có số má ở Hà Nội đang rủ Z vào miền Nam đòi nợ. Con nợ của chúng hình như là dân thành phố Hồ Chí Minh, làm ăn ở Bình Dương, hiện nay còn nợ chúng một số tiền lên tới hơn nửa tỷ đồng. Chúng đã rủ ZZ hun tiền vào mua vé máy bay để vào thành phố Hồ Chí Minh. Nếu như đòi được nợ sẽ trả cả vốn lẫn lãi. Khi được hỏi nếu như không đòi được thì sao, chúng bảo với Z, vợ chồng nhà đó có chạy đằng trời, không trả tiền thì chúng ông xử luôn cả vợ chồng nhà nó. Lúc này Z mới lựa tình thế hỏi kỹ thêm thì được biết con nợ trước đó đã thuê chúng ra tay với một người đàn ông. Và để thực hiện được vụ làm ăn quỷ dữ này, chúng đã sử dụng vũ khí nóng bắn. Nhưng cho Z biết số thằng đó to nên nó chưa đi. Nhận được thông tin này, Đại úy Khanh ngay lập tức báo cáo nội dung tin của Z cung cấp cho cấp trên là Trung tá Trần Văn Chú, Phó trưởng Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Tiếp đó, Trung tá Chú đã xin ý kiến chỉ đạo từ Đại tá Nguyễn Hoàng Thao và Thiếu tướng Võ Thành Đức là Phó Giám đốc và Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương. Theo chỉ đạo từ Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, Trung tá Trần Văn Chú sẽ dẫn đầu một nhóm công tác bao gồm Đại úy Nguyễn Công Khanh lập tức ra ngay Hà Nội để xác minh, làm rõ thông tin do Z cung cấp. Đột phá. Ra tới Hà Nội, tổ công tác được Công an các quận, huyện Hoàn Kiếm,
Hoàng Mai, Phúc Thọ nhiệt tình hỗ trợ giúp đỡ. Vào chiều muộn ngày 2 tháng 10 năm 2014, ba cán bộ trong tổ công tác công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương được gặp đại úy Nguyễn Nhật Quang, điều tra viên đội phó đội 5 tại phòng làm việc của thượng tá Nguyễn Trần Giang, phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, phó trưởng phòng PC47. Tại đây, tổ công tác công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã tường thuật lại vụ việc và trình bày các thông tin mà mình đang có. Để thực hiện phối hợp, PC47 Hà Nội đã rà soát một cách kỹ càng, không bỏ sót dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhất các vụ án đang điều tra. Trong đó có nổi lên một đối tượng từng làm việc tại cơ quan nhà nước nhưng lại tha hóa biến chất, tham gia vào các hoạt động ngầm của xã hội đen. Đối tượng này từng có một thời gian vào miền Nam giao lưu với một số kẻ hảo hán trong các băng nhóm tội phạm có tổ chức. Nhờ vậy, tổ công tác công an tỉnh Bình Dương đã hoàn thành nhiệm vụ nắm được lý lịch của số đối tượng cộng cán nghi liên quan đến hợp đồng kết liễu anh Nguyễn Tấn Phú tại Bình Dương. Tuy nhiên, vấn đề lúc này là cần phải có sự lựa chọn đối tượng để tấn công, không thể cứ thế mà rút dây động rừng hay là đánh rắn động cỏ. Sau khi suy nghĩ bàn bạc kỹ lưỡng, Trung tá Trần Văn Chú, trưởng nhóm công tác của Công an tỉnh Bình Dương tại Hà Nội đã quyết định lựa chọn một trong số nhiều đối tượng để đột phá. Đối tượng này được tổ công tác nghiên cứu rất kỹ và nhận định là mềm hơn so với những tên khác, nhưng y lại nắm khá nhiều thông tin quan trọng liên quan đến vụ việc. Hạt nhân đột phá này là đối tượng có tên Phạm Chí Thức, sinh năm 1985, thường trú huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, đã lập gia đình, có vợ và có con. Qua điều tra xác minh, Phạm Chí Thức sau khi tham gia cùng với đồng bọn nhiều lần nam tiến để lên kế hoạch kết liễu anh Phú, Thức đã được đồng bọn chia cho một ít tiền và một chiếc xe máy để đi lại. Phạm Chí Thức. Về phần Phạm Chí Thức, tưởng rằng chuyện êm thấm qua đi, cho đến khi hắn nghe thấy tin lực lượng công an đang truy tìm những kẻ nhúng tay vào vụ án này, thì hắn lo sợ đến mất ăn mất ngủ, nhất là khi nghe được tin một tên đồng bọn bị bắt ở Bình Dương. Sau nhiều ngày suy tính cặn kẽ, Thức đã quyết định bỏ trốn theo cái cách rất lạ đời, nhưng cách này đã được nhiều tên tội phạm sừng sỏ từng sử dụng. Đó là gây ra một vụ án theo tội danh dạng nhẹ có khung hình phạt tù thấp để hắn được vào trại giam, với hy vọng rằng lực lượng điều tra sẽ không tra ra hắn ta. Nghĩ là làm, Thức mới ra bờ hồ Hoàn Kiếm đi thờ thần, lòng vòng tìm mối gây án. Hắn thấy một người du khách nước ngoài đang xách lủng lẳng một chiếc máy ảnh kỹ thuật số khá là xịn. Thì Thức liền lượn lờ qua vài vòng, nhân cơ hội thuận lợi, hắn mới xông vào dập máy rồi bỏ chạy. Do đã có chủ ý từ trước nên Thức chỉ chạy tà tà, chờ cho vị khách ngoại quốc kia hô hoán chỉ trỏ lên để cho lực lượng cảnh sát dân phòng gần đó đuổi theo bắt. Tra tay vào còng số 8, thế là Thức được vào trại giam như ước nguyện của hắn. Ăn cơm tù, ngủ trong bốn bức tường kín mít vài ngày đầu đã giúp cho Thức quên đi nỗi lo bị bắt về tội phạm đặc biệt nghiêm trọng của hắn tại Bình Dương. Nhưng cũng chỉ được ít lâu sau đó, lòng Thức lại cồn cào nhớ vợ nhớ con. Bị nỗi nhớ thôi thúc, Thức mới đi tìm điện thoại trôi nổi trong giới phạm nhân ở trung trại để gọi về nhà nắm tình hình, thì hắn bị quản giáo phát hiện xử lý kỷ luật. Và đây cũng là lúc mà Phạm Chí Thức được đưa ra phòng làm việc của trại để gặp khách. Vừa tiếp xúc với các vị khách nói giọng miền Nam và biết rằng họ từ Bình Dương ra, Phạm Chí Thức đã sợ xanh mắt mèo. Thật ra hắn sợ cũng là phải, bởi vì qua quá trình làm việc, có vẻ như tổ công tác của công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương hình như đã biết hết tòng tòng cái vụ án đó. Những vị khách khuyên nhủ Thức nên thành thật mà khai báo để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Thật đúng là cái cơn ác mộng đối với Phạm Chí Thức. Nhưng hắn ta biết rõ ràng rằng cũng chẳng có con đường nào khác. Nếu như cứ đóng vai anh hùng rơm để giữ lấy cái bí mật cho đồng bọn, thì biết tới ngày nào hắn mới được về với vợ với con đây. Thôi thì ai làm lấy chịu, thà hắn bị mang tiếng trong giới giang hồ còn hơn là một mình hắn gánh trọng tội. Thế rồi, Thức bắt đầu khai nhận. Nhưng lúc đầu, hắn cũng chỉ ậm ừ cho nhỏ giọt. Nhưng trước các biện pháp xét hỏi đấu tranh rất nghiệp vụ của tổ công tác, hắn ta đành thúc thủ phải khai đủ, khai thật những điều mà Thức biết. Trần Đức Quý. Từ lời khai của Phạm Chí Thức,
tổ công tác quyết định lựa chọn Trần Đức Quý là mục tiêu đấu tranh tiếp theo. Trần Đức Quý, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Sống bằng nghề ma cô dắt gái ăn sương cho các ổ chứa, quán karaoke, bia ôm ở quận Hoàng Mai, Hà Nội. Sau một đêm nọ, ăn chơi phè phỡn như thường ngày, Quý trở về nhà trọ ngủ thì bị tổ công tác công an Bình Dương và các đơn vị thuộc công an thành phố Hà Nội bắt giữ. Cho dù Quý là một gã giang hồ thuộc vào hàng thứ thiệt và khá hung hăng lì lợm, nhưng cũng chỉ như Phạm Chí Thức, điều mà hắn lo sợ ngày đêm là vụ trọng án ở Bình Dương bị phanh phui ra. Vì thế, khi đối diện với các điều tra viên từ Bình Dương ra Hà Nội, tên Marco dắt gái tại thành phố Hà Nội chỉ còn đường khai chứ không còn đường tránh né. Sau khi Phạm Chí Thức và Trần Đức Quý khai nhận về việc chúng cùng với đồng bọn vào miền Nam nhiều lần để lên kế hoạch và thực hiện việc ám sát anh Nguyễn Tấn Phú bằng vũ khí nóng theo bản hợp đồng trọn gói là 1 tỷ đồng, tổ công tác công an tỉnh Bình Dương tại Hà Nội đã rất phấn khởi với kết quả đạt được. Coi như đầu mối của vụ án đặc biệt nghiêm trọng đã được mở ra, bế tắc đã được giải quyết. Việc phá giải vụ án hóc búa này đã có một tương lai rất sáng sủa. Anh em trong tổ công tác ai nấy cũng vui mừng, động viên nhau cố gắng mà hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng họ vẫn chưa vội tính sổ với tay cầm đầu mà lên kế hoạch chặt thêm râu ria của hắn. Đối tượng thứ ba được tổ công tác nhắm đến là một gã gầy gò, có khuôn mặt vêu vào, đầu tóc cắt ngắn. Quà tặng của chồng. Trong khoảng thời gian này, tại một khu nhà trọ trong một ngách sâu thuộc tổ 28, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, có một người phụ nữ đã có chồng con tên là N. Tuy rằng chưa đến mức làm lũ, nhưng cuộc sống của N cũng có lúc túng bấn, không trả được cả tiền thuê nhà đúng hẹn. Thế mà rồi đùng một cái, mọi người trong xóm ai nấy cũng lắc mắt ngỡ ngàng khi vào một buổi chiều đẹp trời nọ, họ thấy N ăn diện trau chuốt, khoác trên vai là chiếc túi sách hàng hiệu Hermes màu ghi trị giá đến 5.000 đô la Mỹ của chồng N tặng cho N. Vào lúc ấy, không ai là không biết về đẳng cấp của túi sách Hermes. Đây là loại đồ chơi chỉ dành cho giới thượng lưu, doanh nhân, ngôi sao sân khấu hay là ca sĩ nổi tiếng. Bản thân N biết về điều đó, và cả cái xóm nhỏ này lẫn trên đường phố đông đúc của thủ đô Hà Nội, người ta cũng đều biết điều đó. Vì thế mà mỗi khi xách cái túi hàng hiệu ve vẩy ra ngõ, lên phố, khuôn mặt của N không giấu được vẻ mãn nguyện tự đắc. Thậm chí, N còn lố bịch đến mức sửa cả dáng đi thành cái điệu nhún nhảy như cái chân dài sang trọng, giàu có khác cho hợp túi, hợp phong thủy. Lẽ dĩ nhiên là những thay đổi bất thường ở người phụ nữ có tên N này đã gây ra được sự chú ý của nhiều người, và trong đó có cả các trinh sát hình sự công an quận Hoàng Mai. Vụ cướp. Trong một diễn biến khác, vào chiều ngày 16 tháng 4 năm 2014, trên đường Lý Thái Tổ, Hà Nội, có một người phụ nữ tên là TH, trong lúc đang đi bộ thì bị hai tên cướp chạy xe Dream Bonzen xoáy nòng áp sát vào, giật đi chiếc túi Hermes mà chị này đang cầm trên tay. Sau đó thì chúng phóng xe tẩu thoát mất. Theo lời khai của bị hại tại công an quận Hoàn Kiếm, nạn nhân TH cho biết chiếc túi mà chị mua trị giá tới 5.000 đô la Mỹ, bên trong còn có hai chiếc điện thoại di động, một đôi bông tai trị giá hơn 1.000 đô la Mỹ, hơn 4 triệu tiền mặt cùng với khá nhiều giấy tờ và thẻ tín dụng quan trọng khác. Về phần cơ quan điều tra, trong lúc triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra về vụ cướp này, các trinh sát đã nhẹ cả người, không phải mất tới nhiều công sức khi mà nắm được nguồn tin về một người phụ nữ có tên là N ở tổ 28 phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Tự nhiên lại sang lên với chiếc túi Hermes, đi đâu cũng khoe, nhún nhảy ở khắp nơi. Qua công tác xác minh, N có chồng tên là Nguyễn Minh Đức, sinh năm 1982, thường trú tổ 30, Thịnh Liệt, nhưng đã bán nhà và đến tổ 28 cùng phường thuê trọ. Đức là đối tượng đã từng ra tòa nhận về bản án về tội cướp tài sản. Khoảng thời gian gần đây, Đức thường mang các loại tranh ảnh lỉnh kỉnh bù bám theo người khách nước ngoài ở khu vực Hồ Hoàn Kiếm để gạ gẫm. Nhưng thực ra đó chỉ là cái vỏ bọc. Nghề chính của Đức là cùng với đồng bọn thực hiện các vụ trộm cắp, trộm cướp, cướp giật. Không những thế,
Đức còn là một tay anh chị có số má nhất định khi mà hắn có sở hữu vũ khí nóng tự chế bắn đạn bi sắt và tới 2 thanh kiếm, sẵn sàng lâm trận bất cứ khi nào. Và nhanh như cắt, Nguyễn Minh Đức được đưa vào tầm ngắm. Nguyễn Minh Đức. Vào một buổi chiều nọ, khi mà Đức đang lái chiếc xe Dream Tata rẽ về nhà trọ của hắn, thì bị lực lượng cảnh sát hình sự công an quận Hoàn Kiếm và phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội đã tổ chức phối hợp cùng với công an phường Thịnh Liệt bất ngờ xuất hiện kiểm tra hành chính. Ngoài chiếc túi Hermes, đôi bông tai cùng với một số giấy tờ trong túi sách là tang vật của vụ giật tài sản của chị TH, lực lượng kiểm tra còn thu được các vũ khí của Đức. Từ đây, về vụ cướp chiếc túi Hermes, Đức khai rằng hắn ta cùng với một tên đàn em của mình có tên là Huấn chở nhau trên chiếc xe Dream lượn trên phố tìm mồi. Khi đi đến đường Lý Thái Tổ, chúng thấy chị TH xách túi Hermes nên đã điều khiển xe áp sát vào giật túi. Sau đó, chúng lục túi rồi đem bán đi 2 chiếc điện thoại được 12 triệu đồng cộng với số tiền có trong túi, đem chia cho nhau mỗi tên một nửa. Về phần Nguyễn Minh Đức, do thấy có chiếc túi hàng hiệu Hermes còn mới cóng nên sau khi chia tiền xong, Đức liền mang túi về nhà tặng cho vợ. Từ đây, cơ quan điều tra đã xác minh và xác định được Huấn, đồng bọn của Đức có tên đầy đủ là Nguyễn Hoàng Kỳ Anh, sinh năm 1993, người ở Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, bỏ nhà về Hà Nội để sống lang thang. Kỳ Anh cũng là thành viên trong băng nhóm do Đức cầm đầu, chuyên đeo bám khách ngoại quốc gạ gẫm bán tranh ảnh, chờ thời cơ là ra tay móc túi hay là trộm cướp. Chỉ 24 giờ đồng hồ sau khi Nguyễn Minh Đức bị bắt, khi Kỳ Anh đang lơ ngớ ở giao lộ Cầu Đất Bạch Đằng, phường Trương Dương, quận Hoàn Kiếm, thì bị các trinh sát hình sự bắt giữ. Sau đó, cơ quan điều tra đã thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại và tống cả hai tên này vào trại giam số 1 Hà Nội Hỏa Lò mới. Làm việc. Sau mấy tháng chấp hành án phạt tù ở trại giam số 1 Hà Nội, Đức đã có phần nào an tâm với việc hắn tham gia vào vụ trọng án ở Bình Dương hơn 1 năm về trước. Hắn nghĩ rằng vào đây rồi thì công an Bình Dương rất khó để tìm ra, thậm chí là còn lần ra đằng trời. Với cái tội cướp giật nhẹ hều, hắn ta tin rằng mình cũng chỉ ở tù trong một khoảng thời gian ngắn rồi sau đó lại được phóng thích ra ngoài tha hồ mà vùng vẫy. Được sự giúp đỡ của các đơn vị công an bạn ở Hà Nội, tổ công tác công an tỉnh Bình Dương đã làm việc với Nguyễn Minh Đức. Cũng giống như với tên Phạm Chí Thức trước đó, Đức tỏ ra rất bất ngờ khi bị hỏi cung bởi những cán bộ nói giọng miền Nam. Nhưng điều mà Đức không ngờ tới nhất đó là việc các cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Bình Dương đã không quên hắn, chịu vất vả ra tới tận Hà Nội để tra hỏi về một phi vụ mà hắn rất sợ bị nhắc lại. Đã vậy, trong lúc các điều tra viên công an thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương hỏi cung, các biện pháp nghiệp vụ được áp dụng khiến cho Đức ngỡ rằng cơ quan điều tra đã nắm rõ từng chi tiết sự việc trong lòng bàn tay. Các điều tra viên đưa ra câu hỏi nào là đã có sẵn những chứng cứ đanh thép khiến cho Đức không tài nào vòng vo hay là chối tội được. Cuối cùng, Nguyễn Minh Đức đã phải khai ra một cái tên mà lúc đầu hắn vẫn cố giấu và các điều tra viên thì đang rất chờ đợi. Chúng giấu vì lễ nghĩa giang hồ rằng đàn em thì có bổn phận giữ gìn danh tiếng cho đại ca. Và cuối cùng, cho đến lúc này tổng hợp lại, cả ba tên Phạm Chí Thức, Nguyễn Minh Đức, Trần Đức Quý đều cùng đưa ra một cái tên: Dũng Mượt. Liệu rằng người chị ruột của vợ bị hại, bà Lê Mỹ Danh, có thực sự phải là người đã thuê sát thủ xuống tay với em rể hay không? Ba tên Phạm Chí Thức, Trần Đức Quý, Nguyễn Minh Đức đã khai ra, nhưng cái tên Dũng Mượt mà những kẻ giang hồ có số má này sợ hãi và cố gắng giấu, ẩn chứa điều gì? Vụ án đặc biệt nghiêm trọng tại thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương sẽ được giải quyết như thế nào? Và rồi, những kẻ thủ ác sẽ phải đền tội ra sao? Đón xem phần 3 tại Độc Thám TV. Sau khi đấu tranh với các đối tượng Phạm Chí Thức, Trần Đức Quý, Nguyễn Minh Đức, ban chuyên án nhận được cùng một đáp án. Từ đây, cái tên Dũng Mượt đã hiện lên trong hồ sơ điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng ở Bình Dương vào ngày 6 tháng 1 năm 2013 với đầy đủ tính chất của một tên tội phạm cực kỳ nguy hiểm. Càng đi sâu vào điều tra về cái tên Dũng Mượt, các cán bộ chiến sĩ lại càng bất ngờ với tên tội phạm này. Nguyễn T.
Tiến Dũng. Dũng Mượt có tên đầy đủ là Nguyễn Tiến Dũng, sinh năm 1970, thường trú tổ 2, Trường Lâm, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Dũng nguyên là lái xe cho một vị lãnh đạo cơ quan bảo vệ pháp luật ở Hà Nội. Sau đó thì chuyển nghề sang làm cảnh sát chống tội phạm về chất cấm ở một quận nội thành của thủ đô. Trong khoảng thời gian làm việc ở đơn vị này, Dũng hết sức ăn chơi phô trương, lại bị nợ nần. Nhiều người có đến cơ quan đòi nợ và còn có các mối quan hệ phức tạp ảnh hưởng đến công tác. Cũng chính vì vậy mà Dũng đã bị cho nghỉ việc, chuyển sang chơi xấu đề với mong ước nhanh chóng tìm được nhiều tiền để trả nợ. Xong, hắn càng say đề thì nợ nần lại càng bám đuổi, càng chồng chất, càng bí lối ra, nên Dũng đã bị bọn giang hồ đòi nợ thuê suốt ngày đêm. Và đây cũng là lý do khiến cho Dũng bức bách, để rồi vào cuối năm 2012, Dũng đã nhận bản hợp đồng ma quỷ, Nam Tiến vào tỉnh Bình Dương, thành phố Thủ Dầu Một, ra tay sát hại anh Nguyễn Tấn Phú với mức giá là 1 tỷ đồng theo đề nghị của một cặp vợ chồng mà chính Dũng cũng chưa hề quen biết trước đó. Tuy nhiên, sau khi thực hiện cái phi vụ tay trời này, cặp vợ chồng đối tác của Dũng cũng chỉ trả 45% tổng số tiền theo hợp đồng. Sau khi trừ đi chi phí và chia cho các đàn em cùng tham gia, thì Dũng chỉ còn lại cho mình một số tiền ít ỏi, không đủ giúp cho hắn trả nợ. Đám giang hồ thì vẫn không buông tha cho Dũng, làm cho hắn phải trốn chui trốn lủi suốt ngày. Sự thoái hóa biến chất đã khiến cho Dũng cảm tưởng dường như hắn đã đi đến tận cùng. Nhưng một bước ngoặt nữa khiến cho cuộc đời Dũng tiếp tục sang trang, dần đi đến cái dấu chấm hết mà chính Dũng cũng đã biết trước. Rồi sẽ có một ngày hắn sẽ phải nằm xuống trả giá cho những gì mà mình đã làm. Mất việc, cuộc sống ngập ngụa trong đỏ đen cờ bạc, vỡ nợ, bị truy cùng diệt tận. Vợ con Dũng sang Nga định cư, bỏ hắn lại Việt Nam một mình. Trong khoảng thời gian này, Dũng có làm ăn với một nữ quái nghiện ngập thuộc vào hàng ma câu tinh quái. Và rồi cũng chính vị nữ quái này đã dẫn dắt Dũng vào con đường buôn bán hàng cấm. Dĩ nhiên là Dũng hiểu rõ hơn ai hết về cái giá mà hắn ta phải trả nếu như hắn buôn loại hàng hóa này mà bị bắt. Xong, trong lúc cùng đường, nếu như không có tiền để trả nợ thì việc bị giang hồ xử cũng khiến cho hắn ra đi. Mà nếu như bị bắt thì hắn cũng ra đi. Nên Dũng tặc lưỡi mà liều lĩnh lao vào con đường gieo rắc cái chết trắng. Hơn nữa, với kinh nghiệm từng trải trong những năm tháng tham gia công tác phòng chống tội phạm, Dũng tự tin rằng mình có thể đối phó được với lực lượng công an, nên hắn ta cho rằng không còn điều gì khiến hắn phải lăn tăn nữa. Pháo đài. Qua vài chuyến ra biên giới phía Bắc, mua các loại tổng hợp về phân phối cho các quán bar, vũ trường ở Hà Nội chót lọt, Dũng giàu lên một cách nhanh chóng. Theo nhiều nguồn tin không xác minh thì mỗi tháng Dũng lãi ròng tới hàng tỷ đồng nhờ vào việc buôn bán thứ hàng hóa chết người ấy. Rồi thì chuyện gì đến cũng sẽ đến. Lòng tham vô đáy, sự khốn nạn tận cùng. Dũng đã nghiên cứu và quyết định sẽ tiếp tục dấn sâu. Căn nhà của hắn nằm trong một con hẻm, từ phía ngoài đường vào hẻm chỉ có duy nhất một đường nhỏ độc đạo. Nghĩ là làm, Dũng đã dùng tiền tỷ kiếm được từ hoạt động bất chính đem đi đầu tư, biến ngôi nhà 3 tầng trong con hẻm của hắn trở thành một bon ke, một pháo đài tiện nghi và nội bất xuất, ngoại bất nhập. Dũng cho tiến hành lắp đặt nhiều camera an ninh để hễ ai ra vào trong con hẻm đều không thoát khỏi tầm kiểm soát từ phía bên trong bon ke. Thậm chí Dũng còn thuê cả thợ về lập hàng rào sắt kín mít, kiên cố với hai lớp cửa ra vào. Nếu như từ bên ngoài vào thì phải khóa lớp cửa thứ nhất rồi mới mở được lớp cửa thứ hai. Còn nếu như từ trong ra, phải khóa được lớp cửa bên trong rồi mới mở được lớp cửa bên ngoài. Bằng cái cách bố trí chặt chẽ như vậy, nếu như lực lượng công an từ bên ngoài muốn vào bên trong được nhà Dũng cũng rất khó khăn. Bên cạnh đó, nếu như trong nhà mà có kẻ muốn làm nội ứng cho bên ngoài đột nhập vào thì cũng không phải là điều dễ dàng. Suốt cả ngày, Dũng cố thủ trong cái pháo đài của hắn để chỉ huy đám đàn em đông đảo đưa hàng từ tận biên giới về phân phối khắp nơi trên đất Hà Nội.
cẩn thận hơn. Dũng còn thuê hẳn một kiosk tại tổ 15, phường Gia Thụy, quận Long Biên để làm kho hàng. Với quy mô làm ăn lớn như vậy, thì chỉ trong vài tháng kể từ sau phi vụ Bình Dương rồi quay trở ra Hà Nội và hơn 3 tháng dấn thân vào làm nghề buôn hàng cấm, Dũng đã giàu lên một cách nhanh chóng và trở thành đầu mối cung cấp hàng tổng hợp thuộc vào loại lớn tại Hà Nội khi ấy. Bầy nhầy. Một bí mật không có một ai biết ngoài Dũng là hắn ta đồng tính. Khi hắn còn công tác và có vợ còn bên cạnh, hắn ta phải kìm nén và che giấu cái niềm đam mê của mình. Trong thời kỳ này, Dũng chỉ dám biểu hiện ra bên ngoài một cách kín đáo, như là thích trưng diện, trau chuốt và ga lăng với đàn ông. Đặc biệt là hắn rất ghét phụ nữ. Đến khi đã có được cuộc sống tự do và thoải mái về mặt tiền bạc, lại ở vị trí ông trùm, thuộc vào hàng có số má tiếng tăm trong giới tội phạm, có được nhiều đàn em dưới trướng, không ít kẻ sẵn sàng chăm sóc cùng phụng, thì Dũng bắt đầu thay đổi cách sống để hối hả hưởng thụ. Hắn biến cái phao đài của mình trở thành nơi ăn chơi trụy lạc với lúc nhúc những kẻ tận cùng của xã hội, tìm kiếm, mua chuộc rồi tẩy não đàn em bằng tiền và đồ. Dũng trở nên thành một kẻ sống bản năng, bùng nổ theo đam mê sâu kín. Trong cái đám đàn em thân tín của Dũng, Dũng chọn ra những tên đẹp trai hấp dẫn nhất để làm cung tần mỹ nữ của mình. Đám này được sống chung trong pháo đài với Dũng, được ăn ngon mặc đẹp, được phê xả láng và được chiều chuộng hết mình. Chóp bù. Trong cái pháo đài ghê tởm của Dũng Mượt, Nguyễn Ngọc Dương, nguyên là sinh viên cao đẳng công nghệ thông tin, quê quán ở Quảng Ninh, được Dũng lựa chọn làm tổng quản trong nhà. Dương đóng vai trò chuyên ghi chép sổ sách và theo dõi việc buôn bán. Sau một thời gian bám mạng cho Dũng, Dương cũng được Dũng sủng ái, giao luôn cả chìa khóa và mật mã kết được tiền. Rồi khi có những chuyến hàng lớn, Dương cũng được Dũng giao cho nhiệm vụ chỉ huy đám đàn em lên tận Lạng Sơn áp tải hàng từ biên giới về, sau đó thì chuyển tiền qua ngân hàng để thanh toán cho đối tác. Một gã trai đẹp khác cũng được sủng ái không kém, đó là Trần Anh Quân, 27 tuổi, từng là một cậu ấm của một gia đình khá giả ở phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, đã đi du học ở Trung Quốc nhiều năm. Khi Quân vào đường dây tội lỗi của Dũng, Quân đã được Dũng tin tưởng giao cho việc tìm nguồn hàng từ Trung Quốc. Nhờ vào việc thông thạo tiếng Trung nên Quân đã giúp cho Dũng thu mua thành công những lô hàng với số lượng cực kỳ lớn. Từ đó, Quân được Dũng đặc cách cho hưởng 25% trên tổng số lợi nhuận các chuyến hàng. Một đối tượng cộng cán khác không kém trong băng của Dũng Mượt có tên là Phạm Xuân Phương, 21 tuổi, quê ở Văn Chấn, Yên Bái, là một tay giao hàng thiện chiến của Dũng Mượt. Từ một tay thanh niên lêu lỏng ăn chơi, Phương đã được Dũng tuyển mộ, đào tạo và cung cấp một cuộc sống sung sướng đầy đủ, được phê miễn phí, thoải mái, xả láng, nên Phương đã hoàn toàn lệ thuộc vào Dũng. Trong băng, Phương đóng vai trò vừa là nhà phân phối hàng, vừa là một trong nhiều cục cưng trong dàn trai bao lúc nhúc trong ngôi nhà kín đáo và trụy lạc của Dũng. Tuy rằng rất chiều chuộng các em đực rửa của mình, nhưng hễ Dũng có phát hiện ra em đực nào của hắn có bạn gái là Dũng sẽ trừng trị, đuổi thẳng tay. Ngày tàn. Cứ thế với cái lồng bê tông cộng sắt kiên cố, Dũng có phần yên tâm trước thông tin về công cuộc điều tra của lực lượng chức năng và cơ quan điều tra về vụ án đặc biệt nghiêm trọng ở Bình Dương. Nhưng Dũng không ngờ rằng mọi tính toán của hắn đều không thể thoát được khỏi lưới trời. Nhận định Dũng là một tên tội phạm cực kỳ nguy hiểm, sẵn sàng tử thủ, tổ chức tội phạm phức tạp. Do đó, việc đánh sập được lô cốt 3 tầng và đường dây làm ăn của Dũng Mượt là một việc không hề dễ dàng. Với một đối tượng có am hiểu về những biện pháp nghiệp vụ mà lực lượng điều tra, phá án, phòng chống tội phạm có thể sử dụng, thì để lật tẩy và đưa được Dũng Mượt ra ánh sáng, cần phải có những phương pháp đánh án đặc biệt hơn. Các cán bộ chiến sĩ công an quận Long Biên, thành phố Hà Nội và các đơn vị phối hợp đã vạch ra kế hoạch hết sức chi tiết, tỉ mỉ, cẩn thận và trải qua cả một quá trình trinh sát, theo dõi rất công phu, kéo dài tới hàng tháng trời và cẩn trọng tới từng chi tiết nhỏ nhất.
tối ngày 18 tháng 4 2014 tại phố Nguyễn Sơn, phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đã bắt quả tang và bắt khẩn cấp Ngô Thị Mai Phương, Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Thị Tú Lệ về hành vi mua bán trái phép chất cấm. Tang vật thu giữ được là 6 túi ni lông chứa tinh thể màu trắng, tổng cân nặng là 543,78 gram, 10 túi ni lông màu xanh chứa 1.900 viên nén màu hồng, có tổng cân nặng là 180,52 gram. Cuối cùng, giờ G cũng đã được chọn. Đó là vào sầm tối ngày 19 tháng 6 2014. Sụp đổ. Khoảng 18 giờ ngày 19 tháng 6 2014, một chiếc taxi chở hai người thanh niên xuất phát từ căn nhà 3 tầng của Dũng Mượt. Từ đây, chiếc xe đi qua vài con phố rồi bất ngờ bị lực lượng của đội cảnh sát phòng chống tội phạm công an quận Long Biên chặn lại trên đường Hoàng Diệu, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Hai gã thanh niên bị buộc phải xuống xe để khám xét, đã lòi ra tới tận 208 viên nén màu trắng hình quả táo, tổng cân nặng 55,697 gram, hàm lượng 1,1%, và một túi ni lông chứa tinh thể màu trắng, cân nặng 1,136 gram, hàm lượng 55,6%, và tất cả đều là loại tổng hợp. Hai tên thanh niên bị bắt ngay tại chỗ là Phạm Xuân Phương và Trần Anh Quân. Cả hai tên đều khai đây là số hàng vừa được Dũng đưa để đi giao cho khách. Trong một diễn biến khác, một tổ trinh sát khác mật phục xung quanh nhà Dũng Mượt đã nhanh chóng phong tỏa con đường độc đạo ra vào căn nhà của hắn, chờ lực lượng chức năng đến để thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp. Khi đoàn kiểm tra tới nơi và trình ra lệnh khám xét khẩn cấp thì không còn cạnh nào khác, Dũng đã phải chấp nhận mở hai lớp cửa kiên cố để cho đoàn kiểm tra vào bên trong. Lúc này, trong nhà Dũng đang có hai đối tượng nam và một đối tượng nữ. Hai đối tượng nam này là Nguyễn Ngọc Dương và Đỗ Văn Tuấn, sinh năm 1989. Đối tượng nữ là Phạm Thu Hiền, sinh năm 1992. Cả ba đối tượng cùng nhận là bạn bè của Dũng đến chơi nhà. Tuy nhiên, trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng vẫn thu giữ được 12 viên tổng hợp màu đỏ, 4 viên màu trắng và một túi ni lông chứa tinh thể màu trắng, hai cơ điện tử còn dính chất cấm và 4 bộ tẩu hút tự tạo. Cùng lúc đó thì một tổ công tác khác tổ chức khám xét chỗ thuê trọ của Phạm Xuân Phương ở phường Gia Thụy, quận Long Biên, phát hiện ra 1.285 viên tổng hợp. Với những chứng cứ thuyết phục, Dũng Mượt cho dù là đã chuẩn bị nhiều phương án để đối phó cũng đành thúc thủ. Từ đây, Dũng cùng với 13 tên đàn em của hắn lần lượt bị bắt tạm giam. Trong đó, Dũng được chuyển đến trại giam Hỏa Lò. Từ lời khai của chúng cho thấy, có một số lượng ma khổng lồ đã được Dũng cùng với đồng bọn phân phối chót lọt cho dân chơi tại Hà Nội chỉ trong vòng 5 tháng hoạt động, từ tháng 4 2014 đến tháng 9 2014. Đường dây này đã tiêu thụ 6 kg đá, 2.800 viên lắc và 50.000 viên hồng. Về mặt lợi nhuận, ước lượng Dũng thu về không dưới 10 tỷ đồng. Trong lúc đó, có biết bao nhiêu gia đình phải chịu cái cảnh đau đớn, tan nát do chất cấm gây ra. Lên dây cót. Cho dù là đã đưa được tay của Dũng Mượt vào còng số 8 và triệt phá được đường dây buôn bán của hắn, nhưng công cuộc đấu tranh với Dũng Mượt chưa dừng lại tại đó. Sau khi hắn vào trại được khoảng 3 tháng, thì tổ công tác của công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương mới ra tới Hà Nội để điều tra về vụ trọng án tại Bình Dương. Tuy nhiên, đây lại là một điều kiện thuận lợi cho tổ công tác. Xét về mặt tâm lý, Dũng đã biết rõ được tội trạng của mình thông qua vụ buôn bán chất cấm số lượng khủng với khung hình phạt cao nhất có thể là chung thân hoặc tử hình. Thì giờ đây hắn có gánh thêm tội mới, cho dù là trọng tội thì mọi thứ cũng không thay đổi. Nhưng cũng cần phải có đường hướng đấu tranh sắc nét để tránh trường hợp Dũng khi đã biết chắc đường nào hắn cũng sẽ chết thì sẽ liều lĩnh lì lợm hơn, bất hợp tác và gây ra khó khăn cho quá trình lấy lời khai. Do đó, kết hợp với việc có trong tay lời khai của các tên đồng phạm trong vụ án này, bao gồm Trần Đức Quý, Phạm Chí Thức, Nguyễn Minh Đức, thì việc đấu tranh với Dũng Mượt về vụ trọng án tại Bình Dương mới trở nên thuyết phục và thu được kết quả cao. Với tinh thần làm việc trách nhiệm và cách làm việc hết sức thận trọng, trước khi lấy lời khai của Dũng, tổ công tác đã sang các đơn vị bạn ở Hà Nội tham gia chuyên án bắt đường dây của Dũng như Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm,
đội cảnh sát điều tra tội phạm công an quận Long Biên để khai thác trước một số thông tin nhằm chủ động trong việc đấu tranh trực diện với con cáo giả này. Theo đó, kế hoạch đấu tranh với Dũng Mượt về vụ trọng án tại Bình Dương được lên chi tiết. Trong đó, tổ công tác đã nhờ một đồng chí là đội phó đội cảnh sát điều tra tội phạm công an quận Long Biên tham gia cùng với tổ trong lần đầu tiên gặp Dũng. Đồng chí đội phó này vốn dĩ từng là người đồng đội cũ của Dũng trước khi hắn bị sa thải tước quân tịch, đồng thời cũng là người trực tiếp đã bắt Dũng tại nhà hắn vào ngày 19 tháng 6 2014, nên là một người mà Dũng rất nể, tâm phục khẩu phục. Được nhận định là kẻ chủ mưu, cầm đầu tổ chức vụ án đặc biệt nghiêm trọng tại Bình Dương. Nhưng nếu như Dũng Mượt tử thủ thì nguy cơ vụ án sẽ rơi vào bế tắc. Còn nếu như Dũng Mượt đã chịu khai nhận thì coi như ngòi nổ của vụ án tại Bình Dương đã được tháo mở. Sau khi phân tích tâm lý tội phạm, Thượng tá Giang cùng với tổ công tác công an thành phố Thủ Dầu Một đi đến thống nhất phân công cụ thể vai trò của từng cán bộ sẽ tham gia thẩm vấn Dũng Mượt. Sau khi thiếu tá Đỗ Ngọc Thắng, đội phó đội cảnh sát điều tra tội phạm công an quận Long Biên, người đã thu phục được Dũng Mượt trong vụ án chất cấm cùng với đại úy Nguyễn Nhật Quang, điều tra viên đội 5 PC47 thụ lý vụ án làm công tác tư tưởng cho Dũng. Tổ công tác công an thành phố Thủ Dầu Một sẽ tiến hành hỏi cung, thẩm vấn. Trong đó, Thượng tá Nguyễn Trần Giang đặc biệt nhấn mạnh mọi người phải dùng tình cảm, tình người để cảm hóa Dũng khai báo trung thực vụ án đặc biệt nghiêm trọng tại Bình Dương. Đòn bất ngờ. Nhờ có được bước chuẩn bị chu đáo, chi tiết và hết sức cẩn thận nên tổ công tác đã thắng ngay trong trận đầu. Khoảng 8 giờ 15 phút sáng ngày 3 tháng 10 năm 2014, tại trại tạm giam số 1 công an thành phố Hà Nội, Nguyễn Tiến Dũng được dẫn ra buồng cung. Nhận ra thiếu tá Đỗ Ngọc Thắng là người quen, Dũng có vẻ điềm tĩnh, thậm chí thái độ của hắn còn phảng phất chút nét buông thả bất cần đời. Sau khi cúi đầu chào các cán bộ, Dũng Mượt mới đưa mắt nhìn sang đại úy Quang. Không để cho Dũng phải dò xét lâu, thiếu tá Thắng giới thiệu: đây là đồng chí Quang, điều tra viên thụ lý vụ án. Từ hôm nay, đồng chí Quang sẽ là người thường xuyên làm việc với anh. Giới thiệu xong, đồng chí Thắng ra về, còn lại Dũng và đại úy Quang. Không vội vã, đại úy Quang mới giải thích cho Dũng sơ qua vụ án rồi nói: chắc anh Dũng cũng biết rồi, nếu anh càng thành khẩn thì càng có lợi cho anh. Dũng Mượt mới đọc ngay: anh Quang ạ, tôi cũng suy nghĩ rồi, có gì tôi sẽ không giấu. Nghe vậy đại úy Quang mới hỏi: vậy trước kia anh có làm gì trong Bình Dương không? Trước câu hỏi bất ngờ của đại úy Quang, Dũng Mượt tái mặt, lộ rõ vẻ kinh ngạc. Gã cúi mặt, lảng tránh ánh mắt của điều tra viên đang nhìn thẳng vào khuôn mặt mình. Nghĩ ngợi một lúc, Dũng mới ngẩng mặt lên và dè dặt nói: trước đây tôi cũng có làm ăn với bà Xanh. Đại úy Quang tiếp vào luôn: thế cái môn đòi nợ của anh sao rồi? Hắn vẫn dè dặt: anh Quang cũng biết là ngày xưa tôi cho vay nên cũng phải dọa dẫm tí. Nhưng chỉ dọa thôi chứ tôi không làm gì. Ngay lúc này, để cho bầu không khí và bản thân Dũng bớt đi căng thẳng, đại úy Quang mới nói thẳng: hôm nay không làm việc về vụ chất cấm mà làm việc về vụ Bình Dương, trong đó nạn nhân không sao. Trước thái độ cởi mở của điều tra viên, khuôn mặt Dũng như giãn ra rồi đột ngột nói: thôi, anh Quang đã biết rồi thì tôi sẽ khai. Dừng được một lát, Dũng nói tiếp: nói thật với anh Quang, án chất cấm to thế, tôi còn nhận nữa là cái án này, tôi sẽ trình bày với anh. Mặc dù là Dũng đã chịu khuất phục, nhưng đại úy Quang không tỏ ra nôn nóng. Nếu như hỏi dồn theo kiểu ép Dũng phải nhanh chóng nhận tội thì có khi lại phản tác dụng, nhưng cũng không để cho Dũng có được thời gian trống để suy nghĩ. Trong vòng một tiếng đồng hồ, đại úy Quang nhanh chóng hỏi Dũng về những đối tượng tham gia trong vụ án, về quan hệ của Dũng với bà Lê Mỹ Danh và về cách thức tổ chức do Dũng cầm đầu. Những lời khai ban đầu của Dũng khá khớp so với hiện trường vụ án mà công an thành phố Thủ Dầu Một trao đổi và lời khai của những tên đàn em khác của hắn liên quan đến vụ án này. Đến 9 giờ 30 phút sáng cùng ngày, sau khi Dũng đã khai nhận xong cơ bản vụ án tổ chức ám sát
thì tổ công tác công an thành phố Thủ Dầu Một mới chính thức bắt đầu cuộc thẩm vấn. Điều tra viên Nguyễn Công Khanh, chủ trì tổ công tác thành phố Thủ Dầu Một, đã chính thức ghi những bản cung đầu tiên đối với Nguyễn Tiến Dũng. Và Dũng đã giữ lời hứa, khai một cách nhiệt tình đến không ngờ. Thậm chí, Dũng khai còn tốt hơn cả đám đàn em của mình như Trần Đức Quý, Phạm Chí Thức, Nguyễn Minh Đức trước đó. Điểm nhấn trong lời khai của Dũng là nhân vật đã bỏ ra tới 1 tỷ đồng để thuê Dũng và đồng bọn 3 lần từ Hà Nội vào Bình Dương để lên kế hoạch ra tay với anh Nguyễn Tấn Phú. Liệu rằng người chị ruột của vợ bị hại, bà Lê Mỹ Danh, có thực sự phải là người đã thuê những kẻ mặc đồ đen xuống tay với em rể mình hay không? Đồng phạm của Dũng trong vụ trọng án tại Bình Dương còn có kẻ nào nữa hay không ngoài Thức, Quý và Đức? Chân tướng vụ việc ra sao? Chúng sẽ phải trả giá như thế nào? Đón xem phần 4 tại Độc Thám TV. Cơ duyên. Ngay trong lần đầu làm việc với tổ công tác công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, ở trại tạm giam số 1 Hà Nội, Nguyễn Tiến Dũng, tức Dũng Mượt, kẻ cầm đầu băng nhóm sát thủ thuê ra tay với anh Nguyễn Tấn Phú để lấy 1 tỷ đồng, đã khai ra người thuê chúng. Theo lời khai của Dũng, người thuê băng nhóm của hắn là một người phụ nữ có tên là Danh, đã lập gia đình, chồng tên là Thao, sống ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng có cơ sở làm ăn ở Bình Dương. Trước đây, Dũng không hề quen biết với cặp vợ chồng Thao, Danh, nhưng rồi một cơ duyên đưa đến nên hai phía đã gặp nhau để bàn bạc thực hiện một tội ác tày trời. Cơ duyên ấy như sau. Lùi lại thời gian trước khi cuộc gặp gỡ giữa Dũng và vợ chồng Thao, Danh xảy ra. Năm 2012, sau khi vợ con của Dũng sang Nga định cư, chỉ còn lại một mình. Dũng sống bằng nghề cho vay lãi nên có quan hệ giao du với nhiều đối tượng thuộc loại giang hồ có số má từ Bắc cho tới Nam. Cũng chính từ các mối quan hệ này, Dũng có quen biết với một đối tượng tên là Trung, sống ở Hà Nội. Vào khoảng giữa tháng 10 2012, Trung nói với Dũng: "Em có một thằng boy dân miền Nam, nghe tiếng Anh sống hết mình với anh em nên rất ngưỡng mộ. Nó lại đang có chuyện cần nhờ vả, rất mong được anh giúp đỡ." Dũng mới vui vẻ và đáp lại: "Ok, chú cứ cho nó số điện thoại của anh, bảo nó gọi cho anh, có gì ta sẽ bàn bạc." Chỉ ngay ngày hôm sau thôi, Dũng đã nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ với cái giọng eo éo cất lên mà Dũng cảm thấy rất hợp. Người này tự giới thiệu mình là Hưng, quê ở Hậu Giang nhưng lại làm việc ở Bình Dương. Hưng nói: "Ba má nuôi của em cũng là ông bà chủ của em, hiện bị người khác ức hiếp, tội lắm anh à. Anh ra tay cứu vớt họ giùm em với, em đội ơn anh." Cũng theo lời của Hưng, Hưng nhắn tới Dũng rằng bố mẹ nuôi của hắn muốn mời Dũng vào Bình Dương để gặp mặt trực tiếp bàn chuyện cụ thể, không nói chuyện qua điện thoại. Theo đó, Hưng sẽ đặt vé máy bay cho Dũng vào sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, rồi bố mẹ nuôi của Hưng sẽ đưa Dũng lên Bình Dương bằng xe ô tô. Khi Dũng được Hưng cho biết về phương thức đi lại và cuộc gặp, Dũng đã đề xuất mang theo một tên đàn em thân tín, và không ai khác, kẻ đó chính là Trần Đức Quý. Sau đó, Dũng và Hưng còn nhiều lần nói chuyện với nhau qua điện thoại, và rồi sự việc được an bài. 2 tháng sau cái cuộc điện thoại đầu tiên, tức là vào giữa tháng 12 năm 2012, Hưng có tên thật là Nguyễn Thanh Nhàn, sinh năm 1987, thường trú xã Long Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, đã đặt vé cho Dũng và Quý để bay vào thành phố Hồ Chí Minh. Răn mặt. Vừa đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất, ra tới tận sân bay để đón Dũng và Quý là Hưng và một cặp vợ chồng ngoài 50 tuổi, chồng tướng mạo sang trọng. Hưng giới thiệu người phụ nữ là bà Danh, tức Lê Thị Mỹ Danh, sinh năm 1963, và ông Thao, tức Đào Xuân Thao, là chồng của bà Danh, sinh năm 1958. Đây vừa là ông bà chủ, vừa là bố mẹ nuôi của Hưng, nhà ở đường Trần Khắc Trân, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Gặp được Dũng và Quý, ông Thao, bà Danh mới vồn vã bắt tay chào hỏi, rồi mời cả hai tên lên chiếc ô tô màu xám đã mở cửa đợi sẵn. Rồi họ đưa Dũng và Quý đến một khách sạn lớn gần sân bay Tân Sơn Nhất để thuê phòng, cất hành lý, nghỉ ngơi, sau đó là đi ăn tối.
trong bữa tiệc sang trọng vào cái tối ấy. Bà Danh đã kể khổ với Dũng và Quý rằng bà ta có một thằng em rể rất hắc ám. Tên em rể này muốn cướp đất của chị vợ, nên vợ chồng bà Danh mới phải nhờ tới Dũng ra tay đập cho hắn một trận như tử để bớt đi tham lam sân si. Nghe chuyện, Dũng chỉ cười và nhận lời ngay tấp lự. Hắn yêu cầu được cung cấp địa chỉ nhà, biển số xe, hình ảnh của đối tượng cần xử lý. Sáng ngày hôm sau, vợ chồng Thao Danh cùng với Hưng dùng ô tô đưa Dũng và Quý đi Bình Dương. Ba người này giới thiệu với cả hai tên chém mướn từ Hà Nội vào tiệm chụp ảnh, rửa ảnh mang tên Minh Hùng do vợ chồng Thao Danh làm chủ, và đây cũng là nơi mà Hưng làm nhân viên của tiệm. Sau đó họ lại mời Dũng, Quý đi xem mảnh đất tranh chấp giữa vợ chồng ông bà Danh với vợ chồng anh Nguyễn Tấn Phú. Ngay tại đây, Danh đã nói ra yêu cầu của mình là muốn Dũng ra tay cho anh Phú một trận bầm dập, răn mặt và đưa ra con số 900 triệu đồng cho phi vụ này. Khi nào thống nhất phương án xong, Danh sẽ ứng trước cho Dũng 50%, còn xong việc thì trả nốt phần còn lại. Nghe thấy số tiền lớn, Dũng cũng hơi giật mình. Nhưng dĩ nhiên là với những kẻ đang vỡ nợ và miệng mài săn tiền qua con số đề may rủi như Dũng trong thời điểm này thì sẽ rất háo hức về mức thù lao. Gần như ngay lập tức, hắn ta đồng ý gật đầu lấy cây rụng. Tiếp đó, vợ chồng Danh, Thao cùng Hưng đưa hai kẻ đâm thuê chém mướn đến hai căn nhà của anh Phú ở thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương và Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh để cho Dũng điều nghiền trước. Cũng tại đây, Dũng được chỉ cho biết về tướng mạo của nạn nhân, loại ô tô cùng với biển số xe mà anh Phú đang sử dụng. Và cuối cùng là màn liên hoan tưng bừng ở một nhà hàng trước khi đưa hai vị khách văn vẹn về khách sạn nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, bộ ba tội lỗi Danh, Thao, Hưng lại đánh xe đến khách sạn đón hai tay giang hồ đi ăn sáng, uống cà phê, rồi lại đi xem miếng đất đang tranh chấp cùng với nơi ở của nạn nhân. Sau khi bàn bạc hòm hòm được với kế hoạch và phương án triển khai, Dũng và Quý ở đến ngày thứ ba thì cùng nhau khăn gói lên máy bay về lại Hà Nội. Trên đường về, Quý còn ghé vào tai Dũng và nói cho biết bà Danh gửi cho Quý 10 triệu đồng tiền lộ phí. Chuyến săn hụt đầu tiên. Tưởng rằng mọi chuyện dễ dàng như là khi bàn mưu tính kế, nhưng cho đến khi bắt tay vào thực hiện thì Dũng và đồng bọn lại phát sinh ra những chuyện khó lường. Sau cái lần vào Bình Dương gặp gỡ với vợ chồng ông Thao, bà Danh để thỏa thuận với hợp đồng lấy gần 1 tỷ đồng, khi trở ra Hà Nội, Dũng bảo với đệ tử ruột kiêm lái xe của mình là Trần Đức Quý cần tìm thêm người để cùng tham gia vào phi vụ, đặc biệt là những kẻ có khả năng và dám làm việc trời không dung đất không tha. Ấy là coi rẻ tính mạng của người khác và sẵn sàng ra tay tức đoạt. Từ đây, Quý tìm được và rủ dây được thêm hai tên giang hồ có số má khác là Phạm Chí Thức và Lê Văn Tiến, tức Tiến Lùn, sinh năm 1990, thường trú xã Thạnh Hàm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, để cùng tham gia vào phi vụ. Cuối tháng 10, 2012, tức chỉ 10 ngày sau khi chuyến đi vào Nam gặp gỡ với vợ chồng Thao Danh bàn bạc và nhận cọc 450 triệu đồng, chúng đã bắt đầu tiến hành chuyến đi tử thân của mình. Trong chuyến Nam Tiến lần thứ hai này, chúng chi ra 135 triệu đồng, bao gồm 100 triệu cho tiền đi lại sinh hoạt và 35 triệu đồng để mua hai chiếc xe máy Honda Way, một xanh và một trắng. Theo đó, Dũng và Quý đi máy bay vào thành phố Hồ Chí Minh thuê khách sạn ở trước, còn Thức và Kiến thì đi tàu hỏa cùng với hai chiếc xe máy vào sau đó một ngày. Khi đã hội quân đông đủ, ngay ngày hôm sau, Thức chở Dũng, còn Quý thì chở Tiến trên hai chiếc xe máy đi Bình Dương để khảo sát đường công thủ Tiến Lùn của đám sát thủ thuê. Sau đó, theo kế hoạch mà chúng vạch sẵn, Dũng quay về khách sạn chờ tin vui. Ba tên còn lại thì phục trước nhà anh Phú. Hễ nạn nhân xuất hiện là ra tay ngay lập tức. Nhưng cả ba tên Thức, Quý, Tiến chờ đến tận 2 giờ sáng ngày hôm sau mà vẫn chưa thấy con mồi xuất hiện đâu, nên chúng mất hết kiên nhẫn rút về khách sạn. Qua hôm sau, Dũng mới nói với đám đàn em rằng mình có công việc rất gấp, phải quay về Hà Nội giải quyết ngay lập tức, và chỉ đạo Quý, Thức, Tiến vẫn y như kế hoạch cũ mà làm.
Dũng về Hà Nội được một ngày thì Quý điện thoại ra bảo: "Báo cáo anh, chúng em chờ mãi mà không thấy thằng ấy xuất hiện. Ở lại lâu tốn kém, lại dễ bị chú ý. Thôi xin anh cho chúng em về Hà Nội." Dũng dừng lại, suy nghĩ một lát rồi đồng ý. Thế là cả ba tên cùng với hai chiếc xe máy lên tàu hỏa trở về phía Bắc. Thay đổi hợp đồng. Thấy đám đàn em ra về tay trắng, đường đường là một kẻ sống giang hồ, Dũng biết rằng phải giữ được số má thì mới mong giữ được vị thế đại ca trước các đàn em và cả các mối quan hệ trong giới xã hội đen của mình, nên hắn khó mà chấp nhận được kết quả này. Trong phi vụ này, nếu như Dũng rút lui khi đã nhận cọc đến 450 triệu đồng mà lại không hoàn thành nghĩa vụ với người đã thuê mình, thì tiếng xấu đồn xa, hắn ta chẳng có mặt mũi đâu để cho đám đàn em của mình nể trọng nữa. Vì vậy mà Dũng đã ra lời động viên và cũng là lời răn đe với đám lâu la: khó cũng phải làm cho bằng được. Làm không phải chỉ vì tiền, mà làm để giữ uy tín. Vài ngày sau đó, Danh từ trong Nam điện thoại cho Dũng hỏi: sao vẫn chưa xong việc? Thì được Dũng báo lại rằng do anh Phú không xuất hiện. Khi này Danh mới nói: nó vẫn chờ rồi đó. Ngày nào cũng ngông nghênh làm chị tức lộn ruột. Các chú mà không tính sổ nó sớm, có ngày chị tức quá lên máu mà chết, không ai thanh toán phần còn lại cho các chú đâu. Bây giờ chị không muốn các chú đánh dằn mặt nó nữa, chị muốn đòn phát cho nó đi luôn. Rất nhạy bén, Dũng mới đặt vấn đề: nếu đã thay đổi hợp đồng thì giá cả chị tính sao? Muốn đòn thì phải có hàng nóng chị ạ. Bà Danh cười: muốn lên giá phải không? Rồi, chị đồng ý chi thêm 100 triệu nữa để cho chú mua hàng nóng mà xử nó, được chưa? Vậy là hợp đồng cho 1 tỷ luôn đó. Dũng hí hửng: thế thì tốt quá, bà chị yên tâm, chỉ vài ngày nữa là ăn mừng thôi. Nam tiến lần 3. Đầu tháng 1 2013 là những ngày giáp Tết. Trong lúc mà người người nhà nhà nô nức sắm đồ, trang hoàng nhà cửa chuẩn bị đón xuân, thì băng nhóm của Dũng cũng hối hả chuẩn bị vào Nam làm nốt công việc cho kịp đón Tết. Trong khoảng thời gian này, Quý có giới thiệu và đề xuất với Dũng cho Nguyễn Minh Đức cùng tham gia, với lời giới thiệu rằng tên này mới đi tù về, chịu chơi. Ngày ngày tuy là giặt dẹo theo bọn Tây, nhưng cần là làm tới nơi tới chốn. Sau khi nhận được sự đồng ý từ Dũng cho Đức cùng tham gia vào băng nhóm, Quý chuyển tiếp đến việc Tiến Lùn đã tìm được mối để mua hàng nóng, là loại tự chế bắn hoa cải, dài chừng 60-70 xăng, rất chiến, và được Dũng đưa cho 15 triệu để Tiến đi lấy hàng. Ngay ngày hôm sau, Tiến nhanh chóng đi Hải Phòng để lấy hàng. Khi hàng nóng được Tiến mang về tới Hà Nội, Dũng ngược khi này vừa mừng vừa lo. Mừng là vì có hàng nóng thì việc xử con mồi sẽ nhanh chóng dễ dàng hơn. Còn lo thì vì phải tìm cách đưa được vào miền Nam mà không bị phát hiện trên dọc đường. Hắn nghĩ đi máy bay thì sẽ rất nhanh, nhưng nếu như trong hành lý có một khẩu hàng nóng thì chạy đằng trời với các máy soi ở sân bay. Vì thế Dũng đã quyết định giao cho Quý đi thuê ô tô Innova làm phương tiện, hàng nóng sẽ giấu trong hành lý. Theo kế hoạch, Dũng đưa sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân của mình cùng với 20 triệu đồng cho Quý để hắn làm thủ tục thuê ô tô Toyota Innova của một cơ sở cho thuê xe ở quận Cầu Giấy, thủ đô Hà Nội. Khi Quý thuê được xe lái về, Dũng kiểm tra sơ qua. Hắn vừa ý với cái màu bạc của chiếc xe, rồi đưa cho Quý thêm 90 triệu đồng nữa để lo chi phí cho chuyến Nam Tiến lần thứ 3 vào ngày mai của chúng. Đồng thời đem gửi một trong hai chiếc xe máy mà chúng mua cho lần săn hồi trước đó. Chúng chọn loại Honda Way màu xanh rồi gửi theo xe khách vào Nam. Đến giờ hẹn, cả năm tên cùng nhau khởi hành. Mất tới 2 ngày 2 đêm, Dũng, Quý, Đức, Tiến thay nhau lái xe, chúng mới vào tới thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Hành sự. Ngày 4 tháng 1 2013, cả năm tên thuê khách sạn VG ở thành phố Thủ Dầu Một và ở tại đó một đêm. Tuy nhiên,
Do sợ bị chú ý nên ngay đêm ngày hôm sau, chúng đã đổi sang một khách sạn ở khu dân cư Chính Nghĩa để nghỉ ngơi, bàn bạc với nhau thêm một lần nữa về phương thức và thủ đoạn gây án, cũng như đường thoát sau khi đại sự hoàn thành. Làm sao đảm bảo được chỉ lần này nữa thôi là chúng xong việc. Trong đó, chúng sẽ hành sự bằng xe máy và trọng trách được giao cho Đức và Tiến, với Đức làm nhiệm vụ lái xe, còn Tiến làm nhiệm vụ ra tay bóp cò. Do đã điều nghiên kỹ lưỡng về đường đi lối lại và nếp sinh hoạt của anh Nguyễn Tấn Phú cũng như gia đình anh, nên chúng biết anh Phú có nhà ở Củ Chi và thành phố Thủ Dầu Một. Buổi sáng, anh thường đi từ Củ Chi sang thành phố Thủ Dầu Một, nên chúng lượn lờ trên dọc con đường đó chờ đợi, lựa chọn địa điểm. Cuối cùng, mặt trời đã lên, chúng quyết tâm ra tay hành sự. Vào sáng ngày 6 tháng 1, 2013, Dũng và Quý đi ô tô đến một quán cà phê gần khu dân cư Chính Nghĩa, rồi vào vai hai vị khách nhàn rỗi, ngồi nhâm nhi với nhau ly cà phê sáng, tán dóc và đọc báo chờ tin vui từ hai tên đàn em Đức và Tiến báo về. Sáng hôm đó, Đức chở Tiến trên chiếc xe Way màu xanh mà chúng gửi từ Hà Nội vào theo xe khách. Ngồi phía sau, Tiến ôm khư khư lấy một cái cặp lớn, bên trong có dấu hung khí gây án. Cả hai tên đều mặc quần đen, áo khoác đen, che mặt bằng khẩu trang và nón kết sụp xuống. Đến khoảng 8 giờ, Dũng Mượt đeo kính đen, ngồi trong quán cà phê với tờ báo khổ lớn che hết đi khuôn mặt. Chuông điện thoại di động trong túi hắn reo lên. Dũng vội vã bắt máy. Đầu dây bên kia là cái giọng gấp gáp của Tiến lùn vang lên. Chúng em thấy nó rồi, đang lái chiếc xe 7 chỗ màu đồng. Hình như nó sắp đi ngang qua quán cà phê anh đang ngồi. Nó đang tấp vào lề, chúng em quất đây. Cho dù là đã chuẩn bị kỹ lưỡng và rất chờ đợi cái giờ gờ quan trọng này, nhưng chính Dũng cũng không thể bình tĩnh nổi khi nghe tin quá quan trọng như thế. Hết sức bồn chồn, tên đại ca mặc dù tay cầm tờ báo to tổ trắng, hòng che mặt đi, nhưng hắn vẫn phải cố hết sức rướn lên tìm lấy chỗ thuận lợi để nhìn ra đường. Tên Quý ở bên cạnh thấy Dũng có vẻ căng thẳng sau cuộc điện thoại cũng nhậm nhộm theo. Và rồi trước mặt chúng, chiếc xe ô tô 7 chỗ màu đồng mang biển kiểm soát mà chúng đã như in trong não đang tà tà bật xi nhan để xin đường tấp vào lề. Từ trong quán cà phê, Dũng cũng như Quý cố kiềm chế bật dậy hay reo hò khi thấy hai tên đàn em của chúng là Đức và Tiến tấp xe máy áp sát vào chiếc ô tô. Bọn chúng ra tay nhanh đến mức Dũng và Quý cũng chẳng kịp nhìn rõ. Sau tiếng nổ vang trời, chiếc ô tô khựng lại, một làn khói mỏng từ trong xe bay ra. Nhìn sang chiếc xe máy, Dũng thấy Đức và Tiến tăng tốc ra hướng đại lộ Bình Dương về thành phố Hồ Chí Minh. Không thể nhảy cẫng lên hay reo lên vì vui mừng, Dũng đã tìm bàn tay của Quý, siết chặt lại, tỏ thái độ sung sướng mãn nguyện. Dũng nhấp một ngụm cà phê, rồi bằng cái giọng khoan khoái mà thì thầm vào tai Quý. Hai thằng đệ của chúng khá quá. Dũng tỏ ra hãnh diện với lời khen của sếp, đáp lại: em đã bảo chúng nó là thợ mà. Nhưng niềm vui của Dũng và Quý chẳng tay gang, vừa hé lên đã vụt tắt. Mặt chúng xa xầm biến sắc khi thấy nạn nhân vừa bị khai tử lại đang sờ sờ mở cửa xe, bước xuống, đi thẳng hướng về phía nhóm xe ùm taxi đang đậu gần đó mà do la thăm hỏi. Hình như nạn nhân của chúng không hề bị chày tới một mảng da hay là rụng một cọng tóc nào cả. Cả hai tên chìm trong thất vọng não nề, vì coi như mọi chuyện đã thất bại, công lao thành công cốc. Lẽ ra giờ này phải là cảnh nhốn nháo la hét, sau đó sẽ là tiếng còi lạnh lót ầm ĩ của xe cứu thương, xe cảnh sát. Lẽ ra con mồi đó phải gục xuống lênh láng chờ đợi được đưa lên băng ca thở oxy. Thấy nạn nhân đang khua tay múa chân nói chuyện với đám taxi xe ôm, Dũng thấy phía trước như tối thui lại, cay đắng đến chán nản, hắn mới bấm tay tên Quý ra hiệu rút lui. Về phần Đức và Tiến, sau khi thoát khỏi hiện trường, chúng liền chạy chậm lại với tâm trạng rất thoải mái, ung dung tự tại. Đức lái xe đến một con rạch cách đại lộ Bình Dương một đoạn ngắn để cho Tiến phi tang hung khí
ném xuống dòng nước xanh đục lơ thơ những cụm lục bình. Xong xuôi, hai tên này chở nhau quay lại ngã tư Bình Phước. Ngã tư Bình Phước là điểm hẹn sau khi chúng xử anh Phú xong mà chúng đã thống nhất với nhau từ trước. Từ xa, nhìn thấy chiếc xe Innova màu bạc lấp lánh dưới ánh nắng ban mai, hai tên Đức và Tiến lại càng phấn khởi bởi chúng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đại ca giao phó. Và giờ là lúc chuẩn bị đón nhận những lời khen, số tiền thưởng dồi dào và tiệc tùng liên hoan tưng bừng, rộn rã. Đức vội tăng ga, điều khiển xe máy tấp vào bên hông chiếc ô tô màu bạc. Khi này, Dũng ngồi trên ghế trước, hạ kính xuống, thò cái khuôn mặt vừa lạnh vừa buồn ra chào đón hai tên đàn em và cho chúng biết phi vụ lại tiếp tục thất bại. Ngay tại đây, Dũng phân công Đức và Tiến đón xe khách ra Bắc, còn Quý thì mang chiếc xe máy cho lên xe tải ra Bắc rồi về Hà Nội luôn. Riêng Dũng thì ở lại lái xe ô tô thuê về sau. Biệt tịch. Quay trở lại khách sạn ở khu dân cư Chính Nghĩa, Dũng rút điện thoại ra gọi mãi, nhưng đầu dây phía bên kia chỉ có tiếng tò tè tí, như là chiều tức hắn vậy. Dũng liền gọi điện cho Hưng hỏi, thì nhận được câu trả lời rằng vợ chồng bà Danh đã đi Mỹ được mấy ngày rồi. Trong bụng hắn biết tỏng, vợ chồng này đi Mỹ là để tạo chứng cứ ngoại phạm. Vài hôm sau, Dũng lái chiếc xe Innova đi thuê ra đến Hà Nội, gặp lại các tên đàn em với cái vẻ chán trường do không đòi được 550 triệu đồng còn lại của phi vụ từ bà Danh. Tiến hành ăn chia, số tiền 450 triệu đồng được cọc lúc đầu, ngoài những chi phí như mua hai chiếc xe Way, mua hàng nóng trong lần 2 và lần 3 vào miền Nam, Dũng đưa cho Quý 190 triệu đồng để chi phí ăn ở và chi 30 triệu đồng chia đều cho Quý, Đức, Tiến, Lùn. Ngoài ra, Dũng còn cho riêng Quý 30 triệu đồng. Thêm vào đó là Dũng đã đưa 12 triệu đồng khi dự sinh nhật Quý và con của Quý. Hắn cho Tiến Lùn 30 triệu đồng và cho Đức 12 triệu. Tổng cộng số tiền mà Dũng đã chi ra là 377 triệu đồng. Còn lại thì Dũng chi tiêu cá nhân. Về mặt tang vật, hắn cho Phạm Chí Thức chiếc xe Way màu trắng, còn cho Quý chiếc xe Way màu xanh. Lúc này, do chỉ còn Hưng ở lại Việt Nam nên Dũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Mặt khác, Dũng cũng hiểu rằng nếu như làm to chuyện đòi tiền, chẳng khác nào sẽ lại ông tôi ở bụi này. Về phía đám đàn em tham gia phi vụ, do Dũng mượt chi đẹp và cũng biết đại ca không đòi được khoản tiền còn lại, nên sau khi ra Bắc, theo chỉ đạo của Dũng, nhóm này tách nhau ra, mỗi đứa một phương. Vài tuần sau đó, khi hay tin vợ chồng ông bà Danh từ Mỹ trở về, Dũng tiếp tục gọi điện đòi nốt số tiền còn lại. Nhưng khi này, bà Danh cho rằng chưa giải quyết được anh Phú là Dũng chưa thực hiện xong hợp đồng, nên bà không chịu trả số tiền. Điền tiết, hắn mới buông lời hăm dọa sẽ truy tìm xin tí huyết của vợ chồng bà Danh. Nhưng hắn nào có ngờ, đôi vợ chồng ấy về lại lần này chỉ để cho một chuyến cao chạy xa bay mà không ai rõ tung tích. Nhưng vẫn nung nấu và hận thù anh Phú. Trước khi bỏ trốn, vợ chồng bà Danh, ông Thao đã thuê hai tên giang hồ là Sáu Đực và Hùng Quận 8 tới giằm mặt anh. Tiến Lùn thực sự là ai? Tại sao giờ mới xuất hiện nhân vật này? Hưng, tên thật là Nhàn, kẻ móc nối Dũng và vợ chồng Danh, Thao có bị xa lưới. Cái giá cho những kẻ liều lĩnh coi thường tính mạng người khác sẽ thế nào? Đón xem phần 5 tại Độc Thám TV. Truy vết. Công an Bình Dương đã làm rõ đối tượng Hưng, người liên lạc kết nối mời Dũng mượt vào thành phố Hồ Chí Minh gặp vợ chồng bà Danh để hợp đồng vụ ra tay với anh Phú, chính là Nguyễn Thanh Nhàn, sinh năm 1987, người đã được vợ chồng bà Danh thuê trông coi tiệm ảnh Minh Hùng ở Bình Dương. Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nhàn. Về Tiến Lùn, tức Lê Văn Thủy, bản thân Dũng mượt khi khai nhận về hành vi phạm tội cũng không hề biết tên thật của Tiến Lùn là gì. Tung tích của Tiến Lùn thì tới cả Thức, Đức và Quý cũng đều không rõ. Sau buổi hỗ trợ phối hợp công an Thủ Dầu Một thẩm vấn Dũng mượt đạt kết quả thành công ngoài sự mong đợi, đại úy Nguyễn Nhật Quang, điều tra viên đội phó đội 5 phòng PC47 công an Hà Nội,
tiếp tục bắt tay vào việc nghiên cứu hồ sơ vụ án Nguyễn Tiến Dũng và đồng bọn mua bán trái phép chất cấm. Một nguồn tài liệu cực kỳ quý giá mà Đại úy Quang đặc biệt chú ý là ba cuốn sổ ghi chép việc giao dịch hàng cấm, thu chi, hạch toán tiền chi tiết tới từng ngày mà cơ quan điều tra đã thu giữ được tại nhà riêng của Dũng Mượt khi tổ chức khám xét. Những cuốn sổ tử thần. Nghiên cứu ba cuốn sổ này để phục vụ cho công việc đấu tranh, khai thác với các đối tượng đã bị bắt, đồng thời mở rộng vụ án, làm rõ những đối tượng liên quan khác. Đại úy Quang gần như reo lên khi thấy cái tên Tiến xuất hiện với mật độ khá dày đặc. Tại cuốn sổ thứ hai có ghi như sau: trang 7, ngày 23 tháng 5 2014, Tiến mua 1 gam giá 800.000 đồng trên gam. Ngày 24 tháng 5 2014, Tiến mua 4 gam bằng 3,2 triệu đồng. Tại trang 22, trang 23 của cuốn sổ thứ hai ghi: ngày 30 tháng 5 2014, Tiến mua 11 gam bằng 7.150.000 đồng, đã trả 6.650.000 đồng, còn nợ 1.500.000 đồng. Cũng trong ngày 30 tháng 5, Tiến mua thêm 5 gam thành tiền 3.250.000 đồng, đã trả 2,5 triệu đồng, còn nợ 750.000 đồng. Tại trang 31 cuốn sổ thứ hai, thống kê những người nợ tiền mua hàng cấm của Dũng từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 5 2014, trong đó có Tiến nợ 2,5 triệu đồng. Tại trang 47 ghi ngày 9 tháng 6 2014, Tiến mua 2 lần tổng số 12 gam, 10 viên, lãi trả 8,1 triệu đồng. Ngoài ra, tại trang 47 cũng ghi thêm việc vào đêm ngày 8 tháng 6 2014, Tiến gọi điện thoại cho Nguyễn Ngọc Dương hỏi mua 5 gam. Tại tầng 2 nhà Dũng, Dương sau khi cầm 5 gam đã cho vào một túi ni lông nhỏ gói bằng giấy ăn rồi đưa cho Đỗ Văn Tuấn mang xuống tầng 1, đưa cho Phạm Xuân Phương để Phương mang ra cổng giao cho Tiến. Đặc biệt, tại cuốn sổ thứ 3 ghi chép lại việc Dũng cho Tiến 8 triệu đồng trang 1 và 30 triệu đồng tại trang 5. Con số 30 triệu đồng này trùng khớp với việc Dũng Mượt khai đã cho đàn em Tiến lùn của hắn sau phi vụ tại Bình Dương. Như vậy, ngoài tham gia vào phi vụ này thì Tiến lùn còn có quan hệ mua bán chất cấm với ông trùm Dũng Mượt, và đây cũng là điều mà Dũng chưa từng khai ra. Tiến lùn Lê Văn Thủy. Ngay lập tức trong buổi thẩm vấn tiếp theo, Đại úy Nguyễn Nhật Quang đã hỏi Dũng về nhân vật Tiến ghi trong sổ sách. Không thể chối cãi, Dũng đã xác nhận đó chính là Tiến lùn, kẻ bóp cò ở Bình Dương. Sau vụ sát thuê, thấy hoàn cảnh Tiến lùn lang thang không nhà không cửa thì Dũng đã thu nạp, cho Tiến về ở nhà Dũng tại số 120 ngõ 11 tổ 9, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội. Được Dũng cho bao ăn ở, Tiến lùn đã trở thành tay sai đắc lực, là một chân rết đi giao hàng cho ông trùm. Tuy nhiên, do tính cách của Tiến lùn lại không sòng phẳng trong chuyện tiền nong, nên vào khoảng tháng 3 2014, Dũng đã đuổi Tiến ra khỏi nhà. Từ đó trở đi, thi thoảng khi có mối, Tiến lùn vẫn trở qua nhà Dũng mua hàng để bán lẻ. Biết Tiến không có vốn liếng, nhưng vì Tiến đã tham gia cùng phi vụ trong Bình Dương nên Dũng đã tạo điều kiện cho đàn em bằng cách cho Tiến lấy hàng trước, khi nào bán được thì trả tiền sau. Cho đến thời điểm mà Dũng và đám đồ đệ của hắn bị bắt thì Tiến lùn vẫn còn nợ ông trùm tới 2,5 triệu đồng. Khơi gợi trí nhớ của Dũng Mượt đối với nhân vật Tiến lùn, cuối cùng thì Dũng cũng vỗ trán à lên một tiếng, rồi khai ra. Có lần Tiến lùn cho biết quê gốc của hắn ta ở xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Nhưng Tiến bỏ quê đã lâu, sống lang thang vạ vật khắp nơi. Khẩn trương tiến hành xác minh, thu thập thông tin về Tiến lùn tại địa phương, Đại úy Nguyễn Nhật Quang đã làm rõ. Tiến lùn có tên thật là Lê Văn Thủy, sinh năm 1990, có một tiền án và hai tiền sự với hành vi cưỡng đoạt tài sản. Lê Văn Thủy, tức Tiến lùn, đã bỏ nhà đi bụi từ khi còn nhỏ, lên mưu sinh kiếm sống ở Hà Nội, rồi gia nhập vào đám trẻ giang hồ chuyên trộm cắp cưỡng đoạt tài sản. Sau khi thu thập tài liệu cho các đối tượng nhận diện đúng Tiến lùn qua ảnh, cơ quan cảnh sát điều tra PC47 Công an Hà Nội đã chuyển ảnh và tài liệu về Tiến lùn cho Công an Bình Dương để làm thủ tục truy nã tên này. Xa lưới. Sau khi cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định truy nã,
hành tung của Lê Văn Thủy tức Tiến Lùn gần như vẫn biệt tăm. Có thể sau khi ông trùm Dũng bị bắt, Tiến Lùn đã cao chạy xa bay để trốn tới hai tội trăng. Giữa lúc công an Bình Dương đang giăng lưới bủa vây, giáo diết truy lùng kẻ trực tiếp bóp cò ra tay với anh Phú, thì tình cờ Tiến Lùn lại xuất hiện giữa bản dân thiên hạ. Số là hắn không hề biết chuyện ông trùm Dũng mượt của mình bị bắt, nên sau một khoảng thời gian lang thang, Tiến rơi vào cảnh không một xu dính túi. Rạng sáng ngày 31 tháng 12 2014, y đã mò đến nhà riêng của Dũng để xin tiền đại ca, giống như những lần xin tiền trước đây. Thời điểm sau khi Dũng bị bắt, ngôi nhà riêng của Dũng tại tổ 9 phường Việt Hưng, quận Long Biên được bàn giao cho người nhà Dũng quản lý. Khi thấy có một người thanh niên mặt mũi trông như tên ma cô đến hỏi lúc khuya khoắt, thì người nhà Dũng không cho vào nhà và cho biết rằng Dũng đã bị công an bắt, hiện nay đang trong trại. Khi này Tiến nghĩ, cho rằng Dũng không muốn cho tiền đàn em nên đã cho người nhà ra thoái thác, lấy cớ là Dũng bị bắt để cho Tiến sợ phải bỏ đi, nên Tiến đã nhất quyết không rời, ngồi lì ở cổng nhà Dũng. Một bên thì hết sức đuổi, một bên thì kiên quyết không chịu nhổ rễ, thành ra to tiếng cãi nhau ầm ĩ. Nhận được tin báo của người dân, công an phường Việt Hưng đã tới nơi mời Tiến Lùn về trụ sở công an phường. Để làm rõ đối tượng này có liên quan đến đường dây hàng cấm của Dũng Mượt hay không, chỉ huy công an phường Việt Hưng đã liên hệ với điều tra viên Nguyễn Nhật Quang để trao đổi thông tin. Động viên. Xem ảnh đối tượng do công an phường gửi nhanh qua điện thoại, đại úy Quang nhận ra đó chính là Tiến Lùn hay Lê Văn Thủy. Khi trời vừa sáng, đại úy Quang đã có mặt tại trụ sở công an phường Việt Hưng, phối hợp với công an quận Long Biên thẩm vấn nhanh Tiến Lùn. Ban đầu, Tiến Lùn tỏ ra khá là lì lợm. Tuy nhiên, trước những tài liệu chứng cứ mà đại úy Quang đưa ra, Tiến biết không thể chối cãi được nữa, nên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của hắn, từ tham gia vào phi vụ tại Bình Dương cho đến việc mua bán tổng số 38 gram và 10 viên với nhóm của Dũng. Sau khi ra lệnh bắt Tiến theo quyết định truy nã của công an tỉnh Bình Dương, công an quận Long Biên đã bàn giao đối tượng cho công an tỉnh Bình Dương để di lý tên này vào tỉnh Bình Dương phục vụ cho công tác điều tra vụ án. Về phía cơ quan cảnh sát điều tra PC47 công an thành phố Hà Nội, sau khi củng cố tài liệu cũng đã khởi tố bị can đối với Lê Văn Thủy, tức Lê Văn Tiến, biệt danh Tiến Lùn, về tội mua bán trái phép chất. Khoảng một tháng sau khi chuyển Tiến Lùn cho công an Bình Dương, đại úy Nguyễn Nhật Quang vào Bình Dương để thực hiện việc tống đạt quyết định khởi tố bị can và hỏi cung đối với Tiến. Vừa nhìn thấy điều tra viên Quang thì Tiến Lùn bỗng nhiên òa khóc lên nức nở. Khi hỏi lý do vì sao lại khóc thì Tiến Lùn xui xui cho biết, từ ngày bị bắt di lý vào đây, không có gia đình, không người quen thăm nuôi, nên Tiến cảm thấy rất tủi thân. Mặt khác, bên trong buồng giam, xung quanh toàn là phạm người miền Nam, chỉ có Tiến là người miền Bắc, nên gã cảm thấy hết sức cô độc. Lâu lắm rồi Tiến Lùn mới được nghe giọng nói của một người miền Bắc. Hơn nữa, cũng đã từng có buổi làm việc với đại úy Quang, nên hôm nay đối với Tiến, cán bộ Quang giống như là người thân vậy. Động viên Tiến thành khẩn khai báo và chấp hành tốt nội quy trong thời gian bị tạm giam để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Trước khi về Bắc, đại úy Quang không quên gửi quà cho Tiến theo thủ tục và quy định của trại. Đối xử nhân văn, cảm hóa, thu phục tội phạm bằng trí tuệ, lý lẽ pháp luật và tình người chính là điều quan trọng, góp phần làm nên một điều tra viên tâm đức. Cái kết. Trong vụ án hợp đồng tiền tỷ này, hồi đầu năm 2013, các tên Nguyễn Tiến Dũng, Trần Đức Quý, Phạm Chí Thức, Nguyễn Minh Đức đã bị các đơn vị thuộc Công an Hà Nội bắt trong các vụ án khác nhau như buôn bán chất cấm, trộm cướp tài sản. Người tình nghi thuê là bà Danh, hiện đang ở nước ngoài, cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã. Vụ việc đã gần một năm rưỡi trôi qua và Công an tỉnh Bình Dương tạm đình chỉ điều tra vụ án. Khám phá vụ án này là chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương và Công an tỉnh Bình Dương. Về vụ án đường dây mua bán trái phép chất cấm mà kẻ cầm đầu là Nguyễn Tiến Dũng hay còn được gọi là Dũng Mượt, thì phần kết của chúng như sau. Từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 12 năm 2016, Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội
đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 18 bị cáo trong đường dây mua bán trái phép chất cấm xuyên tỉnh. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng bởi tính chất hoạt động phạm tội có tổ chức và trải dài trên nhiều địa bàn tỉnh, thành từ Nam ra Bắc. Các bị cáo được phân công nhiệm vụ cụ thể, chặt chẽ, chi tiết với thủ đoạn phạm tội tinh vi nhằm che mắt các cơ quan bảo vệ pháp luật. Cơ quan điều tra kết luận, tháng 4 2014, Nguyễn Tiến Dũng quen với Nguyễn Ngọc Dương, Phạm Xuân Phương và phần lớn các bị cáo khác trong vụ án này đã hình thành đường dây mua bán trái phép chất cấm số lượng rất lớn, có tổ chức, liên quan nhiều đối tượng, địa bàn hoạt động rộng ở nhiều tỉnh thành phố như Hà Nội, Lạng Sơn, Sơn La, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Trong đó, Nguyễn Tiến Dũng là người cung cấp tiền, chỉ đạo, điều hành hoạt động mua bán trái phép chất cấm. Nguyễn Tiến Dũng giao cho Nguyễn Ngọc Dương quản lý ghi chép sổ sách việc mua bán chất cấm, tiền thu chi, cân và chia chất cấm, giao dịch với khách hàng mua chất cấm. Dũng giao cho Phạm Xuân Phương là người đi giao, nhận chất cấm, tiền với khách hàng và làm các việc khác theo sự chỉ đạo của Nguyễn Tiến Dũng và Nguyễn Ngọc Dương. Qua điều tra phá giải vụ án, cơ quan điều tra đã xác định Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Ngọc Dương, Phạm Xuân Phương đã mua bán trái phép 6.070 gam đá, 2.800 viên lắc hình quả táo loại ma tổng hợp, tương đương 774,18 gam, 31.000 viên hồng, tương đương 2.932,08 gam là ma tổng hợp, 200 viên lắc hình mũi tên. Nông Văn Độ mua bán trái phép 5.000 gam đá, Nguyễn Thị Nghĩa mua bán trái phép 41.000 viên hồng, tương đương 3.877,91 gam. Trần Anh Quân mua bán trái phép 6.000 gam đá, 2.800 viên lắc hình quả táo là ma tổng hợp, tương đương 774,18 gam. Hà Sĩ Duy mua bán 1.380 gam đá, 20.600 viên hồng, tương đương 1.948,41 gam, cùng nhiều xác định khác của cơ quan điều tra. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án tử hình đối với 7 bị cáo, gồm Nguyễn Tiến Dũng, Dũng Mượt, sinh năm 1970, trú tại tổ 2, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội. Nguyễn Ngọc Dương, sinh năm 1992, ở tại tổ 9, phường Việt Hưng, quận Long Biên. Phạm Xuân Phương, sinh năm 1993, ở tại phường Gia Thụy, quận Long Biên. Nông Văn Độ, sinh năm 1981, trú tại thôn Cò Luồng, xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn. Phạm Thị Nghĩa, sinh năm 1967, tiểu khu Cờ Đỏ, thị trấn Nông Trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Trần Anh Quân, sinh năm 1987, trú tại phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Hà Sĩ Duy, sinh năm 1988, trú tại thôn Tư Chi, xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Hai bị cáo là Nguyễn Lê, sinh năm 1988, trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Và bị cáo Nguyễn Thị Tú Lệ, sinh năm 1973, trú tại phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, cùng bị tuyên phạt tù chung thân. 9 bị cáo còn lại gồm Nguyễn Ngọc Phương, Mai Thị Nga, Ngô Thị Mai Phương, Phạm Thu Hiền, Huỳnh Tấn Nhất, Bùi Trọng Nghĩa, Nguyễn Thị Thu Lan, Đỗ Văn Tuấn, Lê Văn Thủy, tức Tiến Lùn, bị tuyên phạt các mức án từ 7 đến 20 năm tù giam về cùng tội mua bán trái phép chất ma túy. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi, subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất, like, share, chia sẻ tới nhiều người hơn. Comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý, đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Độc Thám TV, 2 ngày một số vào lúc 21 giờ. Nguồn tham khảo và tổng hợp: Công an thành phố Hồ Chí Minh, Báo Bình Dương, Công an Nhân dân Online, Công Lý cùng nhiều nguồn khác từ Internet. Độc Thám TV. Theo dõi những nội dung vô cùng hữu ích và thú vị trên YouTube qua hệ thống kênh của Passion Studio. Ghé thăm kênh Độc Đáo TV để theo dõi những thông tin kinh tế, tài chính, kinh doanh, khởi nghiệp. Đến với Độc Lạ TV để khám phá những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ. Khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn, cập nhật tin tức an ninh nóng hổi cùng Độc Thám TV. Hay tìm hiểu về lịch sử Việt Nam qua Bí ẩn Sử Việt cùng nhiều kênh YouTube bổ ích khác đang được xây dựng và hoàn thiện mỗi ngày. Passion Studio mang đến những giá trị thiết thực.